Kiếm đạo đệ nhất tiên tập 146, chỉ thủ định càn khôn, tập 147, ban pháp, tập 148, công tử cùng đạo sĩ, tập 149, thiên hỏa võng kiếm, tập 150, kiếm ý đằng giao thuyết minh tại kênh youtube Di cap Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Cùng lúc đó, Vương Đồ và Hách Liên Hải cũng cùng nhau tấn công, kẻ nào cũng tàn nhẫn, căn bản là không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Thấy ba vị đại nhân vật này cùng nhau giáp công, Ninh tự họa hít sâu một hơi, trong mắt nổi lên thần thái như điên cuồng vẻ mặt càng thêm bình tĩnh nàng giống như làm ra quyết định nào đó ở trong cơ thể nàng một lực lượng giống như phủ bụi đã lâu từng chút một thức tỉnh lại nhưng ở một tích tắc này bên tai nàng vang lên một thanh âm thản nhiên đối phó những thứ như bọn chó này không đáng vận dụng con bài chưa lật của ngươi ninh tự họa ngẩn ra ở cùng lúc thanh âm lạnh nhạt kia vang lên tô dịch vốn khoanh chân ngồi ở trên không đột nhiên quay đầu nhìn lướt qua ba người liêu vận liễu vương đồ hách liên hải ánh mắt thâm thúy kia Giống như hố đen tinh không sâu không lường được, mơ hồ có một đạo kiếm quang vô cùng sắc bén trượt lóe qua ở trong đó. Âm, uhm. bóng dáng ba người bọn Liêu vận Liễu lao tới run lên, thần hồn gặp một luồng kiếm ý nguy nga như núi cao vô ngần bổ chúng, trong miệng đồng loạt phát ra một tiếng kêu đau đớn. Sau đó, bóng người bọn họ bỗng lui bắn lại, trong miệng từng người chảy máu, vẻ mặt hiện lên nét thống khổ, kinh ngạc, khó có thể tin, lưng đều toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Bí thuật thần hồn. Vừa rồi một tích tắc đó, Tô Dịch chỉ lướt một cái, Liên ở vô hình chung lấy lực lượng thần hồn đánh bị thương thần hồn bọn họ nếu không phải bọn họ kịp thời né tránh thần hồn cũng thiếu chút nữa bị hoàn toàn đặt bỏ mà biến cố đột ngột này cũng khiến mọi người đang kịch liệt chém giết ở đây đều cả kinh tình huống gì vậy lữ đông lưu lê thương đều nhíu mày tô dịch tựa như đã khôi phục lại trong mắt mộc khi, lan xa đều nổi lên một tia vui mừng tâm tình vốn khẩn trương kia của bọn họ cũng ở giờ khắc này trở nên thoải mái hơn không ít mà lúc này ninh tự họa lại như phát hiện cái gì nhịn không được dùng ánh mắt nhìn về phía tô dịch một cái trước mắt đó ninh tự họa quay đầu chăm chú nhìn chỉ thấy bóng người khoanh chân ngồi ở trên không của tô dịch đứng lên theo động tác đứng dậy này của hắn khí tức vốn khô kiệt suy yếu trên người hắn nhất thời như nước sông tăng vọt sau cơn mưa liên tiếp kéo lên thế như trẻ tre khi bóng người hắn đứng vững tu vi của hắn nhảy vọt vào dưỡng lâu cảnh tầng ba phổi hắn như lò lớn sôi trào có linh quang màu vàng sắc bén vô cùng mơ hồ dâng lên tính linh đạo quang hành kim mà một thân tinh khí thần kia của tô dịch cũng ở giờ khác này ầm ầm sôi trào, làm áo bào xanh của hắn phồng lên, uy thế toàn thân cũng trở nên cường thịnh vô cùng. Hơi thở của Ninh Tự Họa cứng lại, uy thế đập vào mặt mà đến kia, làm người ta cũng không thể tưởng tượng, đây là một thiếu niên cảnh giới tông sư tầng 3 có thể có được. Tô dịch lúc này, con người màu đen lạnh nhạt, đứng trên không trung, lực lượng vừa phá cảnh tùy ý phô trương, làm khí chất của hắn, cũng như thanh kiếm hiếm có trên đời, sắp đánh ngạo thế, phá cảnh rồi. Cách đó không xa, Liêu Vận Liễu, Vương Đồ Hách Liên Hải đều kinh ngạc, khẽ biến sắc. Lúc trước, bọn họ sở dĩ dám không chút khách khí tiến hành ám sát, là ở chỗ Tô Dịch đang luyện đan, ở thời khắc suy yếu nhất. Nhưng bây giờ, Tô Dịch không suy yếu nữa, hơn nữa Tu Vi cũng đi lên một cấp bậc hoàn toàn mới. Dù sao, các chiến tích đầm đìa máu của Tô Dịch trước kia bày ở đó, bọn Liêu vận liễu từ khi quyết định muốn đối phó Tô Dịch, đã căn bản không mang Tô Dịch coi là nhân vật tông sư bình thường để đối đãi. Trước mắt, Tô Dịch phá cảnh, không thể nghi ngờ ý nghĩa thế cục thay đổi. Vua, Tô dịch vươn tay vẫy một cái, tử khuyết đỉnh cao cả trượng hóa thành to bằng nắm tay, rơi vào bàn tay hắn. Tô dịch thưởng thức tử khuyết đỉnh trong tay, ánh mắt nhìn quét đám người liêu vận liễu, lời nói mang theo sự trào phúng, tô mỗ đã dám ở đây luyện đan, lại có thể nào không để lại một ít chuẩn bị ở sau. Ngươi, sớm đoán trước được chúng ta sẽ đến. Liêu vận liễu lạnh giọng nói, sắc mặt bọn họ đều lúc sáng lúc tối một phen. Không, tô dịch bật cười, xưa nay đến nay, đối với tu sĩ thiên hạ mà nói, có bốn điều đại kỵ, một kỵ luyện đan không người thủ hai kỵ luyện khí bị người tính ba kỵ nơi bế quan không có cấm trận bốn kỵ ngày độ kiếp kẻ thù bên ngoài tới tô mỗ cũng sẽ không mắc lỗi ngu xuẩn ở trên loại chuyện này bọn liêu vận liễu nhíu mày tu sĩ bốn điều đại kỵ bọn họ vẫn là lần đầu nghe nói nói lời thừa cái gì kẻ này rõ ràng là đang kéo dài thời gian thừa dịp hắn vừa phá cảnh cảnh giới không vững mau chóng ra tay nơi xa lữ đông lưu đang kịch chiến với một khí hét to vang vọng như sấm sét ba người bọn liêu vận liễu liếc nhau đều không chút do dự tấn công. Keng! Vương Đồ cầm trong tay thanh kiếm ba thước, dẫn đầu xuất kiếm, tiếng kiếm ngân vang mênh mông, kiếm khí lưu loát tiêu sái, hiển lộ hết sự phong lưu. Khinh Dương trinh ngâm, tiếng ngân bay vút. Vị cung chủ Tắc Hạ học cùng xếp trong mười đại tiên thiên võ tông này không giữ lại nữa, thì triển ra sát trường áp đáy hòm của mình. Cùng lúc đó, Hách Điên Hải phát ra một tiếng giống to, bộ dạng như sư tử hổ báo, bóng người khô gầy của hán thế mà lại lập tức biến thành khổng lồ uy mãnh, da thịt cứng rắn căng phồng như đá xé rách cả quần áo giống như tinh thích đúc thành khí tức cũng theo đó tăng vọt lực lượng như rồng như voi ầm uhm. hắc liên hải phung chiến mô màu đỏ như man thần xuất trinh bổ ra một dải mũi nhọn cuồng bạo màu đỏ tươi như thác mà liêu vận liễu thì bóng người nhoáng lên một cái như một tia chớp nhẹ nhàng nhảy trong hư không đạo kiếm sáng ngời như xương tuyết kia trong tay chợt sơ lên vua một đạo kiếm khí màu bạc lấp lánh dài mười trượng lướt lên không trung chém xuống một phát Phản quang nhất kiếm chảm. ba vị đại nhân vật cảnh giới Tiên Thiên Võ Tông ở lúc này đều thi triển ra sát chiêu. Để ta tới." Mắt thấy Ninh tự họa còn muốn chiến đấu, Tô Dịch lấy tay bắt lấy vai của nàng, đặt nàng ở phía sau mình. Hầu như cùng lúc đó, hắn phất tay trái một cái. "Âm." Uhm. Một luồng lực lượng ánh vàng rực rỡ như lưỡi kiếm lướt ra, có đạo vận thần rượu lưu chuyển trong đó, rực rỡ như ánh bình minh. "Âm." Uhm. Khinh Dương Chi Ngâm Vương đồ đâm ra sắc bén tiêu sái cỡ nào, sát phạt tới cực điểm nhưng đối mặt một cú phất tay này của tô dịch lại nháy mắt nổ tung từng tấc trong cơn mưa ánh sáng nở rộ ba thức kiếm kia trong tay vương đồ đều bị đánh bay cả người như gặp viễn cổ man như húc hung hăng bắn ngược đi phóc bóng người hắn còn ở giữa không trung đã ho ra một ngụm máu lớn cuối cùng ngã lăn đi cách hơn 10 trượng bị thương nặng chết mà đối mặt một giải mô mộ quang màu đỏ tươi kia hách liên hải bổ ra tô dịch vươn một bàn tay giống như bạch ngọc bàn tay này thon dài trắng nõn bên trên mơ hồ lóng lánh hào quang màu vàng giống như mỹ ngọc chạm khắc thành theo tô dịch vỗ trưởng xuống trong hư không chợt vang lên tiếng vang thật lớn giống như thần linh ôm lấy ngọn núi viễn cổ nện xuống âm 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 một trưởng ấn màu vàng thật lớn dài đến ba trượng từ trên trời giáng xuống vỗ mạnh xuống ở trước mặt bàn tay tựa như thần linh này dù là hách liên hải trở nên uy mãnh cao lớn cũng tỏ ra thấp bé gầy yếu ra cho ta hách liên hải hét lớn một tiếng vung chiến mâu màu máu đâm mạnh ra kết quả lực lượng đủ để xuyên qua núi cao kia của hắn lại chỉ làm trưởng ấn màu vàng rung lên, sau đó tiếp tục đè ép xuống. Ép cho chiến mô màu đỏ kia chợt gấp khúc, cuối cùng không chịu nổi, ở trong một tiếng rắc thật lớn, từ giữa gãy thành hai đoạn. Con người hách điên hải co rút lại, điên cuồng rít gào, hai chân dẫm xuống đất, giống như coi voi khổng lồ dẫm trên mặt đất, từng cơ bắp bành trướng rơi trào, thân hình thế mà một lần nữa bùng nổ mạnh mẽ, da thịt huyết khí như mãng long quằn quại, sinh ra uy năng hung dữ cuồng bạo. Nhưng, ở trong ánh mắt rung động của Ninh Tự Họa, Bàn tay to màu vàng kia của tô dịch cứ như vậy đều đều ép xuống, mặc cho hách liên hải của nộ gầm rú, thúc giục bí thuật, thậm chí thiêu đốt tinh huyết như thế nào, đều không thể lay động một chút nào. ầm, uhm. cuối cùng cứng rán đập hách liên hải xuống mặt đất, theo một chuỗi tiếng xương cốt nổ tung ầm ầm truyền ra trên mặt đất nơi đó, chỉ còn lại có một mảng máu thịt mơ hồ không chịu nổi, cũng đã không nhận ra bộ dáng của hách liên hải. Một vị đại nhân vật chen thân hàng ngũ mười đại tiên thiên võ tông thiên hạ đại chu, cung chủ thủy nguyệt học cung vàng danh tứ hải thế mà lại bị một trưởng này vỗ chết. Ninh Tự Họa không khỏi hít sâu một hơi, mặt đầy rung động, phất tay một cái, đánh bị thương nặng Vương Đồ, một trưởng vỗ chết hách liên hải. Trước sau hầu như ở trong chớp mắt đã xảy ra, nhanh đến không thể tưởng tượng, nhưng rung động tạo thành, lại như gió bão đánh vào tâm thần Ninh Tự Họa. Nàng lúc này mới ý thức được, đối với bọn họ mà nói, tu vi Tô Dịch chỉ đột phá một tầng, nhưng đối với bản thân Tô Dịch mà nói, một cái đột phá như vậy chỉ sợ đã khiến một thân thực lực của hán sinh ra lột xác trước này chưa từng có mà lúc này liêu vận liễu thì triển ra phản quang nhất kiếm chảm đã đánh tới lửa xém lông mày mười trượng kiếm khí kia lấp lánh sắc bén đến mức mang hư không cũng cắt ra một khe hở thẳng tắp tôi dịch hơi nâng mắt cầm ngón tay gõ một cái nhẹ nhàng bâng quơ nhưng một chỉ nhẹ nhàng này giống như cây rùi lớn trong tay thần linh hung hăng đánh ra mười trượng kiếm khí kia ẩm một tiếng nổ tung ở trên không kiếm khí tán loạn như mưa liêu vận liễu đột nhiên biến sắc bóng người nàng còn ở giữa không trung đã vặn mạnh một cái lui bắn về phía sau phản ứng không thể nói là không nhanh lại đây chỉ thấy tô dịch vươn tay cách không chộp một cái nhất thời liêu vận liễu cách hơn 10 trượng như bị bàn tay to vô hình hung hăng nắm lấy mặc cho nàng dãy giụa cũng không sao giải thoát cuối cùng giống như con côn trùng không chịu khống chế bị nắm đến trước người tô dịch mạng cô ta sao cho ngươi tới xử trí một tay tô dịch ném liêu vận liễu đến trước người ninh tự họa ninh tự họa không chút khách khí cung thanh diễm tàn nguyệt kích chém đầu liêu vận liễu máu tươi phun trào vị ngoại môn nhị trường lão tiềm long kiếm tông này cứ như vậy nốt hận tại chỗ khi sắp chết mắt trợn tròn xoe giống như không dám tin đa tạ đạo hữu tạo điều kiện cho ta ninh tự họa hé miệng cười với tô dịch khuôn mặt non nớt tuyệt đẹp như nụ hoa nở rộ sau cơn mưa lúc trước chính là liêu vận liễu lấy kiếm bổ trúng lưng nàng cắt ra một vết kiếm máu chảy đầm đìa sâu có thể thấy được xương tô dịch làm như vậy rõ ràng là chiếu cố cảm nhận của nàng để nàng tự mình chút giận. Khách khí cái gì, về sao không cần khách khí như vậy nữa? Tô dịch nói xong, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Một câu, đã khiến trong lòng Ninh tự họa run lên, ý thức được mình vừa rồi hành động phấn đấu quên mình, tựa như đã hoàn toàn khiến tô dịch tán đồng mình. Đi, bạn đang xem kiếm đạo đệ nhất tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Nơi xa, Lữ Đông Lưu đang kịch liệt chém giết với một khí hét lớn. Vương đồ bị thương, liêu Vận Liễu và Hách Liên Hải đều chết, căn bản không có đường sống chống trả, một màn tanh máu đó cũng sớm đã bị lữ đông lưu nhìn thấy kích thích hắn lông tóc dựng cả lên lưng phát lạnh nào còn dám chần chờ âm uhm. hắn phất tay áo bảo như liều mạng một cú đấm đánh tan một khi dây dưa cùng lúc đó tay trái hắn chợt bóp nát một khối ngọc phù âm uhm. một đám khói đen bao phủ bóng người hắn trong nháy mắt biến mất tại chỗ lê thương đang chém giết với lan xa cũng làm tương tự bóp nát một khối ngọc phù bóng người ở dưới khói đen bao trùm biến mất không thấy đội hình phù vô dụng tô dịch khẽ lắc đầu tay hắn bấm quyết chỉ thấy phạm thiên cấm ma trận ầm ầm vận chuyển trên từng bức tượng phật phóng ra dòng lũ phật quang màu vàng cuồn cuộn bao trùm hết thế giới trong lòng đất này ầm phía đông nam ngoài ba trăm trượng một tiếng nổ vang lên bóng người lữ đông lưu bị một mảng hào quang màu vàng quét chúng lảo đảo giật lùi lữ đông lưu kinh hãi lớn tiếng thét dài tô dịch người giết ta chẳng khác nào là đang khai chiến với tiềm long kiếm tông hậu quả ngươi gánh vác được nổi không ầm thanh âm còn đang quanh quần, bóng người hắn đã bị lửa Phật màu vàng hừng hực bao trùm, trong nháy mắt liền hóa thành cho tàn đầy trời bay là tà. Loại uy hiếp này, hiển nhiên căn bản không thể khiến Tô Dịch để ý. Rất nhanh, bóng người Lê Thương bị áp bách đi ra, ngoại môn đại trưởng lão Tiềm Long kiếm tông dâu tóc bạc trắng, mặt mũi hiền lành này, giờ phút này lại hoảng sợ như chó, kinh hãi kêu to, lão hủ nhận thua, mong Tô công tử nương tay, tha ta. Còn chưa dứt lời, lửa Phật đầy trời chút xuống, thiêu hắn thành cho tàn thấy một màn này vương đồ vốn định nhân cơ hội chạy trốn nhất thời như sụp như đổ mềm nhũn dưới đất lòng như cho tàn lúc trước vị cung chủ tác hạ học cung này phong độ phơi phới nói nói cười cười từng lấy nguyên đạo phủ kiếm màu đen đánh lén tô dịch nhưng lúc này lại thê lương chật vật không bằng chó ta vốn tưởng phụ thân người tô hoàng lễ rất có thể là lão yêu quái đoạt xá nhưng bây giờ xem ra vì kẻ làm con này mới giống lão yêu quái giờ khắc này vương đồ suy sụp thở dài đoạn lời này khiến bọn ninh tự họa đều ngẩn ra tô hoàng lễ rất có thể bị đoạt xá tô dịch cũng như mày nhưng lại không có dự định tiến một bước dò hỏi thao túng đại trận chấn áp giết chết vương đồ hóa thành cho bụi tô hoàng lễ bị đoạt hay không xá đều không quan trọng đợi tới ngọc kinh thành một trưởng xóa ân thủ là được một hồi ám sát kinh tâm động phách khiến ninh tự họa mục khi lan xa đều có cảm giác liều mạng chịu chết cũng khó ngăn cản nhưng khi tô dịch ra tay thế mà lại như trò khôi hài nhỏ vội vàng kết thúc. Đây có lẽ mới là phong phạm vô địch thật sự nhỉ. Bọn Ninh tự họa nhìn bóng người cao gầy kia của Tô Dịch, trong lòng thản nhiên nghĩ đến. Lực lượng một cái phất tay, có thể đánh vương đồ bị thương nặng. Uy lực một trường, càng có thể vỗ chết hách liên hải. Mạnh như tiềm long kiếm tông liêu vận liễu, cũng như ruồi bọ bị bắt sống giam cầm, không thể dãy dụa. Thủ đoạn như vậy, đáng sợ cỡ nào? Giống như, tiên thiên võ tông thế gian này, vô luận là đến từ trong thế tục, hay là đến từ tiềm long kiếm tông thế lực tu hành một này, sớm không đủ tư cách là địch với tô dịch phạm thiên cấm ma trận trở về yên lặng thương thế như thế nào tô dịch đi về phía ninh tự họa nhẹ nhàng hỏi không có việc gì vết thương da thịt mà thôi ninh tự họa cười khẽ mở miệng lan xa lấy ra một cái bình ngọc nhỏ nói ninh tỉ tỉ đây là linh xương thiên cơ tán chuyên môn trị liệu ngoại thương hơn nữa còn sẽ không để lại sẹo ngươi tạm cười áo ta bồi giúp ngươi a ninh tự họa cũng không biết nghĩ tới cái gì hơi đỏ mặt lan xa ngẩn ra một phen giống như cũng nhớ tới cái gì, mà cũng nóng lên một trận, vội vàng nói, chúng ta tìm chỗ không có người đi. Nói xong, theo ninh tự họa cùng nhau xoay người rời khỏi. Tu sĩ chúng ta, bị thương cũng không thể tránh được, chỉ là bôi vết thương, cần xấu hổ như vậy sao, thật là. Một khi lắc đầu bật cười, tô dịch lướt hắn, nói, người đi thu thập chiến lợi phẩm, đặt ở trước kia, một khi khẳng định sẽ rất không thoải mái, hỏi một câu dựa vào cái gì. Nhưng, sau khi có sự từng trải lần trước ở huyết đồ yêu sơn bị tô dịch sai sử nhặt kiếm, đối mặt sai xử như vậy, đã là tập mãi thành thói quen. Thậm chí, trong lòng hắn còn có chút vui vẻ, tô dịch không xa cách, không phải ý nghĩa coi mộc khi hắn là người một nhà. Cho nên, hắn vui vẻ đi làm việc. Tô dịch thì khoanh chân ngồi xuống đất, lấy ra tử quyết định. Lúc trước luyện đan, tuy gặp quấy nhiễu, nhưng cuối cùng vẫn chưa xảy ra hỗn loạn lớn, chỉ có không đến hai thành đan dược luyện phế. Tô dịch lấy tay vỗ lên tử quyết định, một viên đan dược bay ra, xoay vù vù, hào quang rực rỡ. Nhìn kỹ, đan này tròn trịa, màu xanh biếc, trong suốt lấp lánh như ngọc, khói sóng lượn lờ, mặt ngoài có chín cái lỗ nhỏ, mơ hồ có tiếng rồng gầm hổ giống từ trong đó truyền ra, cực kỳ thần dị. Cửu khiếu long hổ đan, một trong bốn đại nguyên đạo linh đan thánh địa luyện dược số một đại hoang cửu châu đan thanh tông nắm giữ, cũng là linh đan quan trọng khi võ giả bước lên con đường nguyên đạo dùng để trúc cơ, nổi tiếng thiên hạ. Giá trị vẻn vẹn một viên đã bằng với trăm khối túi phẩm linh thạch. Hơn nữa ở đại hoang cửu châu hầu như rất khó mua được, bởi vì đan này vẫn luôn bị đan thanh tông nắm giữ cực ít chảy ra ngoài kiếp trước tô dịch cũng là vì nghiên cứu luyện đan chi đạo từng tới đan thanh tông bái phòng từng quan sát 72 bộ đan phương mật quyền đan thanh tông cất giữ cũng luận bàn một trận với tổ sư gia đan thanh tông dược hoàng thư trường sinh ở trên đạo luyện đan tuy nhiên không có khả năng không biết cử khiếu long hồ đan luyện chế như thế nào nếu không phải lần này mượn phạm thiên cấm ma trận lấy tu vita bây giờ xa không thể luyện chế ra nguyên đạo linh đan hạn nhất vực này tô dịch cầm một viên cửu khiếu long hồ đan cẩn thận đánh giá ánh mắt nổi lên một tia hài lòng. Lần này luyện đan, đã hao phí gần 8 phần linh tài hán cất giữ trên người, cuối cùng thu hoạch 48 viên cửu hiếu long hồ đan. Tuyệt đối vượt qua giá trị ban đầu của linh tài. Không bao lâu, Ninh tự họa, lan xa, mộc hy lục tục quay về. Ninh tự họa thay đổi một chiếc váy sạch sẽ, khí sắc hồng nhuận, tinh thần đã khôi phục không ít. Mộc hy thì mang theo một đám chiến lợi phẩm, có hơn 30 loại linh dừa các cấp, hơn 300 viên các loại linh thạch, cũng có một chút linh tài, ngọc phù vân vân thượng vàng hạ cám ánh mắt tô dịch đào qua, nói, linh thạch bậc bốn trở lên để lại cho ta, cái khác các ngươi chia nhau. Mộc Hy làm theo, ninh tự họa, lan xa cũng không chối từ cùng khách khí. Cuối cùng, tô dịch đạt được hơn 50 viên linh thạch bậc bốn, cùng với hai viên linh thạch bậc năm hiếm lạ vô cùng. Bọn Mộc Hy cũng rất hài lòng, chiến lợi phẩm tô dịch không coi trọng, đối với bọn họ mà nói, đại giá trị cực lớn. Ví dụ như một cây càn nguyên tán kia, liền rơi vào trong tay ninh tự họa. Chia xong chiến lợi phẩm, tô dịch lấy ra tử khuyết đỉnh, chia cho mỗi người 12 viên cửu khiếu long hồ tan. Điều này làm bọn ninh tự họa đều được yêu mà sợ, thậm chí có chút thấp thỏm. Không có cách nào cả, đan dược này quá quý giá. Đặt ở cảnh nội đại chu này, đừng nói là võ giả bình thường, sợ là hàng ngũ lục địa thần tiên cũng sẽ vì thế điên cuồng, tuyệt đối có thể nói là tuyệt thế côi bảo. Mà bây giờ, tô dịch lại một lần chia cho bọn họ mỗi người nhiều tới 12 viên, cái này đã không phải kinh hỉ, mà là kinh hãi. Đạo hữu, đan dược này quá quý trọng rồi, chúng ta mỗi người một viên là được, cái khác, Ninh tự họa vừa muốn chối từ, tô dịch đã phất tay ngắt lời, chúng ta đã cùng nhau hành động, tự nhiên chia đều những bảo vật này, huống chi, chỉ là một chút đan dược mà thôi, căn bản không tính là gì. Thấy vậy, bọn Ninh tự họa nhìn nhau một cái, lúc này mới thu hồi đan dược, thế này mới gọi là giàu có khí thế cũng mạnh thật sự. Lan xa không khỏi âm thầm thổn thức, so sánh với cửu khiếu long hổ đan, các bảo vật kia trên người nàng hoàn toàn cũng không đủ nhìn. Tô dịch cũng rất hài lòng đối với chuyến đi bảo sát yêu sơn lần này. Có ba thu hoạch lớn nhất, hàng phục một giò tinh huyết chân long luyện chế một lò cửu khiếu long hồ đan luyện hóa phạm thiên cấm ma trận đi thôi chúng ta rời khỏi nơi đây trước tô dịch đứng dậy lúc này đoàn người dọc theo đường cũ quay về trước khi rời khỏi tô dịch liền giống với lúc trước ở huyết đồ yêu sơn thao túng phạm thiên cấm ma trận một hơi hoàn toàn phong ấn thế giới trong ngọc đất kia ít nhất trong ba năm không có khả năng sẽ có tu sĩ dị giới vượt qua vách ngăn không gian buông xuống giới này nữa thành kim liễu trong một tòa tử lâu mới từ sâu trong bảo sát yêu sơn quay về đám người tô dịch gọi một bàn rượu và thức ăn phong phú vừa ăn vừa nói chuyện ăn uống no đủ tô dịch lấy ra một khối ngọc phù trống lấy thần niệm làm đầu bút lông ở trong đó khắc xuống một môn bí quyết hôm nay hắn đã có được thần niệm muốn lưu lại bí quyết ở trong một khối ngọc phù cũng không tốn sức gì cả không bao lâu hắn đưa ngọc phù cho ninh tự họa nói ninh đạo hữu trong đây là một môn bí thuật tu luyện thần hồn tên gọi tiểu thiên cơ dẫn vì chưa nói là lợi hại bao nhiêu nhưng đối với người về sau phá cảnh mà vào con đường nguyên đạo hẳn có thể tạo được một ít trợ giúp ninh tự họa ngẩn ngơ theo bản năng nói đạo hữu chẳng lẽ nhìn ra bình cảnh tu hành ta trước mắt gặp phải tô dịch gật gật đầu đại khái có thể nhìn ra một chút lúc ở thế giới trong lòng đất dưới chín tầng bảo tháp tô dịch liền phát hiện thần hồn ninh tự họa cực kỳ linh mãn cường đại hơn nữa trong cơ thể phong ấn một lực lượng thần bí tốn nghĩa lại thêm từng cùng nhau sánh vai chiến đấu làm tô dịch rất rõ ninh tự họa gặp một bình cảnh cực kỳ phiền toái bình cảnh này có liên quan với thần hồn của nàng đa tạ đạo hữu ban phép hít sâu một hơi ninh tự họa trịnh trọng tiếp lấy khối ngọc phù kia khi cảm giác được huyền bí của rượu pháp tiểu thiên cơ dẫn kia trong ngọc phù nàng ngây người trong lòng nhấc lên sóng chiều ngập trời đầu ngón tay tinh tế trắng nõn cũng khẽ run lên lấy nhãn lực của nàng tự nhiên lập tức phán đoán ra đây là một thuật rèn luyện thần hồn đỉnh cấp nhất căn bản là không giống tầm thường theo như lời tô dịch đạo hữu ta hồi lâu sau ninh tự họa hít sâu một hơi vừa muốn nói gì tô dịch đã cười ngắt lời nếu là lời cảm tạ thì không cần phải nói ninh tự họa a một tiếng liền sảng khoái nói được tô dịch nghĩ nghĩ lại ở trong một cái ngọc phủ khác xuống một pháp quyết tu hành đưa cho mộc khi nói lực lượng khối lân huyết ngọc bội kia đã xây dựng cho người căn cơ tu hành cực kỳ vững chắc đặc biệt là lực lượng thể phách rèn luyện thật sự không tầm thường nhưng pháp môn tu luyện người nắm giữ thì quá mức tầm thường cái này ảnh hưởng thật lớn tiến cảnh tu vi của người đây là một pháp môn tên động u huyền dương kinh Truyền thừa từ đạo môn, đối với người rèn luyện thể phách cùng luyện hóa lực lượng máu chân linh có giúp ích thật lớn, người tạm nhận lấy. Một khi vốn đã có chút hâm mộ ninh tự họa, thấy vậy, nhất thời khó có thể tin nói, còn, còn có của ta. Không cần, tôi dịch hỏi. Một khi như điện giật vội vàng hai tay tiếp nhận, mặt mày hớn hở nói, ta sao có thể bỏ qua tạo hóa to lớn bậc này. Hắn cực hưng phấn, khó nén vui sướng. Mà thấy vậy, Lan Sa nhịn không được nói, tôi công tử, ta thì sao? Ngươi! Tô Dịch thuận miệng nói, ngươi không thiếu gì pháp môn, thiếu là rèn luyện tâm cảnh, khi nào có thể vứt bỏ thói quen ỷ lại ngoại vật, tu vi tiến cảnh tự có thể tiến bộ thần tốc. Lan xa nhất thời buồn bực, bĩu môi nói, thật khó, ta nếu không lấy những bảo vật này, các trưởng bối kia trong nhà khẳng định sẽ không đáp ứng. Mọi người, lại nói chuyện phía một lát, Tô Dịch quyết định lên đường rời khỏi. Chúng ta chia tay ở đây đi. Đoàn người đi ra khỏi tử lâu, Tô Dịch mở miệng nói, qua bảo sát yêu sơn, liền tiến vào cảnh nội Bạch Châu, qua Bạch Châu đó là Đại Chu Hoàng Đô Ngọc Kinh Thành. Bạn đang xem kiếm đạo đệ nhất tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Đạo hữu thật sự muốn đi một mình. Ninh tự họa nhịn không được hỏi. Lúc trước, nàng cùng một khi đã tỏ vẻ muốn đi cùng tô dịch, nhưng lại bị tô dịch từ chối. En oán giữa tô ra cùng ta, tự nhiên nên do ta tự mình đến giải quyết. Tô dịch nói xong, phất tay nói, cáo từ. Nói xong, nhẹ nhàng rời đi. Lan sang ngẩn ngơ, hắn, hắn cũng đi quá dứt khoát lưu loát rồi nhỉ tô đạo hữu vốn là tính tình như vậy ninh tự họa nhìn bóng người cao gầy càng lúc càng xa của tô dịch nhẹ giọng nói chúng ta cũng đi thôi vô luận là nàng hay mộc ghi đều rõ trải qua chuyến đi bảo sát yêu sơn này tô dịch đã thật sự coi bọn họ là người bên mình nếu không sẽ không phân biệt tặng bọn họ một môn rượu pháp cần biết đối với tu hành giả mà nói tặng cho truyền thừa có ý nghĩa cùng phân lượng không tầm thường một ngày sau buổi sáng ngày 9 tháng 4, cảnh nội bạch châu bên cạnh một đường cái rộng rãi mở một cái lán trà đơn sơ để người đi đường nghỉ ngơi cùng ăn uống tô dịch tùy ý ngồi ở trên một băng ghế cũ nát nhấp từng ngụm từng ngụm trà hoang của ông chủ lán trà sáng sớm vừa mới hái tươi đại ca ca muốn ăn táo không một tiểu cô nương bím tóc sừng dê mới năm sáu tuổi tới gần giọng kẹo sữa mở miệng cô bé mở ra bàn tay nhỏ trắng loãn lộ ra một quả táo xanh lán trà này ở bên cạnh đường cái hẻo lánh lúc này uống trà nghỉ ngơi trong lán trà trừ tô dịch còn có mười mấy người có già có trẻ phân tán ở cạnh những cái bàn khác nhau. Tiểu cô nương trước mắt này, đầu bím tóc sừng dê, hồng hào trắng trẻo, rất đáng yêu, cực kỳ khiến người ta thích. Tô dịch liếc tiểu cô nương cùng trái táo xanh trong tay nàng một cái, liền chỉ để ý được uống trà, nói, đi bên khác. Thái độ lạnh nhạt, nói năng không thút khách khí. Tiểu cô nương ngây ra một phen, rõ ràng bất ngờ không kịp phòng bị. Sau đó, cô bé ủy khuất nức nở nói, đại ca ca, ta mời ngươi ăn, ngươi sao phải hung dữ với ta. Tô dịch khẽ nhíu mày, như có chút không vui. Lúc này, một phụ nhân trẻ tuổi xinh đẹp vội vàng tới, ôm lấy tiểu cô nương, thấp giọng gian dạy một câu, nha đầu, đừng quậy nữa. Nói xong, ngẩng đầu ái náy cười với tô dịch, nói, trẻ con không hiểu chuyện, công tử chớ trách. Tô dịch vẻ mặt lạnh nhạt, chưa lên tiếng. Nụ cười của phụ nhân xinh đẹp có chút cứng lại, sau đó liền dẫn theo tiểu cô nương xoay người rời khỏi, ngồi ở cạnh bàn cách đó không xa. Nơi đó còn có một thanh niên áo bào xám ốm yếu, một ông lão áo vải trên mặt nếp nhăn dày đặc, lưng còn ngồi đó thanh niên áo bảo xám yên lặng uống trà, giống như cũng không quan tâm chuyện khác. Ông lão áo vải nhìn thấy phụ nhân xinh đẹp dẫn theo tiểu cô nương trở về, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Lão đột nhiên đứng dậy, đi thẳng tới cạnh bàn tô dịch ngồi xuống, trầm trước nói, công tử đây là tính đi tới thành Bạch Châu. Giống với thành Cổn Châu, thành Bạch Châu cũng là thủ phủ Bạch Châu, từ nơi này xuất phát, không quá trăm dặm là có thể đến. Ánh mắt tô dịch đảo qua người khác của lán trà, lúc này mới nhìn về phía ông lão áo vải đối diện, nghiêm túc nói, ta không có hứng thú đối với các người thủ ở đây muốn làm cái gì, các người tốt nhất cũng đừng đến phiền ta. Nói xong, liền thu hồi ánh mắt, tự lấy ra một cây linh sâm trắng muốt trong suốt bắt đầu ăn. Không nói thì thôi, linh dược bực này hương vị rất không tệ, thanh mát giòn vừa miệng, khiến cái bụng vốn có chút đói khát của tô dịch nhất thời đạt được một ít an ủi. Ông lão áo vải nheo mắt, tiểu tử này đây là mang tứ phẩm tuyết từ linh sâm coi là củ cải trắng để gầm. Lại nghĩ đến lời của tô dịch vừa rồi, vẻ mặt lão đã có chút ngưng trọng hẳn lên ý thức được thiếu niên áo bảo xanh này hẳn là không đơn giản trầm mặc một lát ông lão áo vải đứng dậy hơi chắp tay chào làm phiền rồi xoay người rời khỏi nhìn thấy ông lão áo vải quay về thanh niên áo bảo xám ốm yếu đột nhiên lắc lắc đầu nói thật sự là sống càng già lá gan càng nhỏ ông lão áo vải nhíu mày hạ giọng nói thuyền cẩn thận dùng vạn năm thời điểm bực này tốt nhất chớ sinh chuyện thanh niên áo bảo xám cười cười nói không điều tra rõ chi tiết thiếu niên đó, trong lòng ngươi yên tâm sao? Nói xong, hắn ho khan một tiếng, đùng đỉnh đứng dậy, ánh mắt nhìn quanh, thoải mái nói, các vị bằng hữu ở đây, chúng ta người ngay không nói tiếng lóng, đoàn người chúng ta là phụng mệnh mà đến, ở đây chờ một đối thủ, nếu là có thể, còn xin rời khỏi sớm chút. Trong lán trà, không ít người biến sắc, nhao nhao đứng dậy, hoảng sợ rời đi. Ngay cả ông chủ lán trà cũng run rẩy cả người, quay đầu bước đi, căn bản không chút dài dòng. Rất nhanh, trong lán trà này chỉ còn lại có tô dịch đoàn người thanh niên áo bảo xám cùng với một nam từ đội nón ngồi cô đơn cách đó không xa thanh niên áo bảo xám nhìn nhìn nam từ đội nón kia như có chút bất ngờ nhẹ nhàng nói thấy chưa kẻ có vấn đề cũng không chỉ một người ông lão áo vải phụ nhân xinh đẹp cùng tiểu cô nương đều lấy ánh mắt nhìn về phía nam từ đội nón vẻ mặt khác nhau nam từ đội nón áo vải thô bóng người gầy gò ngồi đưa lưng về phía mọi người giống như hoàn toàn không cảm thấy hắn tồn tại đã dẫn tới nhiều ánh mắt lưu ý lúc này trên đường cái nơi xa một chiếc xe ngựa chạy tới đánh xe là một trung niên uy mãnh bóng người trắng kiện dầu tóc rậm rạp làn da ngăm đen còn người như điện khi xa xa nhìn thấy mọi người ở lán trà trung niên uy mãnh điểm mạnh dây cương để xe ngựa tạm dừng mà hầu như cùng lúc đó ông lão áo vải thanh niên áo bảo xám phụ nhân xinh đẹp cùng tiểu cô nương bím tóc sừng dê đều đồng loạt đứng dậy trên người có khí tức mạnh mẽ dâng trào làm người ta giật mình là trên người tiểu cô nương bím tóc sừng dê năm sáu tuổi khi tức thế mà lại không kém gì người khác, trên khuôn mặt nhỏ ngây thơ vô tả kia che kín sát khí như khát máu. Không khí đột nhiên áp lực. Tạ Viễn Sơn, người chạy không thoát, phạm vi 30 dặm quanh đây, trừ bốn người chúng ta, còn có bảy cứ điểm, từng cứ điểm đều chú đóng lực lượng đủ để thoải mái bắt giữ người, vô luận người trốn hướng nào, đều chỉ còn đường chết. Ông lão áo vải mở miệng, bóng người lưng còng của lão bỗng thẳng tắp, đôi mắt đục ngầu trở nên sắc bén như kiếm, cả người tỏa ra uy thế thuộc về cảnh giới tông sư tầng 4. So với trước đó như hai người khác nhau, thanh niên áo bào xám cười mỉm mở miệng ngồi trên xe ngựa hẳn chính là tiểu thư nhà ngươi nhỉ lúc trước hắn ôm yếu nhưng bây giờ cả người lại tàn mát ra khí tức âm lạnh khiếp người nụ cười lạnh lùng nói lời thừa cái gì vì sao không sớm ra tay chút tiểu cô nương bím tóc sừng dây vẻ mặt không kiên nhẫn khiển trách hai người thanh niên áo bào xám cùng ông lão áo vải giọng nàng cũng biến thành khàn khàn sắc nhọn cũng tốt nụ cười thanh niên áo bào xám chợt tắt kèm một tiếng rút ra một thanh trường kiếm lưỡi kiếm như tuyết ở dưới ánh mặt trời nổi lên ánh sáng lạnh lẽo chói mắt. Tô dịch thấy vậy, vẻ mặt như thường, tự mình uống trà, ăn sâm của mình, tính lấp đầy bụng liền rời khỏi. Nhưng ra ngoài dự liệu, ngay lúc này, nam tử đội nón ngồi đưa lưng về phía mọi người, lại đột nhiên đứng dậy, hướng trung niên uy mãi nơi xa khống chế xe ngựa mở miệng nói, lão tạ, người đi trước. Nói xong, hắn xoay người, một đôi mắt nhìn về phía đoàn người thanh niên áo bảo xám, mỉm cười, lộ ra hàm răng chỉnh tề trắng như tuyết, nói, đối thủ của các ngươi là ta. Uhm. trên thân thể gầy gò đó của hắn khí cơ nổ vang quần áo bay phất phới cái nón trên đầu cũng bị một thân khí tức đánh cho nổ tung chia năm xẻ bảy lộ ra một khuôn mặt gầy cương nghị mà ở trong tay hắn thì có thêm một thanh linh đao hẹp dài sáng như tuyết uy thế sắc bén mạnh mẽ khiến hư không phụ cận cũng phát ra tiếng ngân vang ông ông bùi vân độ sao là ngươi còn người thanh niên áo bào xám co lại đám người ông lão áo vài bên cạnh hắn cũng đều đồng loạt biến sắc như không dám tin bùi vân độ nhân vật võ tông tầng năm lâu năm đủ có thể xếp trong năm hạng đầu cảnh nội bạch châu một thân trình độ đao đạo đăng phong tạo cực chỉ thiếu một bước liền có thể bước vào cảnh giới tiên thiên võ tông bùi đại nhân chuyện lần này liên lụy rất lớn ngài cứ như vậy xen vào không sợ về sau bị thanh toán trên mặt ông lão áo vải lộ ra nét kiêm kỵ thật sâu ta nếu sợ sẽ không đến đây bùi vân độ lạnh nhạt mở miệng lão tạ người cứ rời khỏi là được ta ngược lại muốn xem bọn họ ai muốn chịu chết trước đa tạ bùi đại nhân nam tử uy mạnh khống chế xe ngựa tạ viễn sơn nghiêm nghị ôm quyền lúc này tô dịch lại lấy ra một trái xích ngọc chu quả to bằng nắm tay bắt đầu ăn dáng vẻ nhàn nhã như hoàn toàn không cảm thụ được bầu không khí sát khí lạnh lẽo áp lực kia ở đây mà tất cả mọi người đều chú ý tới một màn khác thường này nhưng vô luận là bọn thanh niên áo bảo xám hay là bùi vân độ cách đó không xa lại đều không có tâm tư để ý tới những thứ này bọn họ rằng co với nhau dương cung bạt kiếm nhưng ở lúc tạ viễn sơn kia tính khống chế xe ngựa rời khỏi trên một mảng đồi gò nơi xa đột nhiên có một bóng người lướt đến cực nhanh ta còn cho rằng ai khẩu khí lớn như vậy thì ra là người lão nhi này thanh âm như tiếng sấm còn quanh quẩn ở trong trời đất một bóng người kia đã như tia chớp trượt đi vào trên đường cái cách lán chẳng không xa đây là một nam tử mũ cao đai rộng tay áo bay bay tóc dài búi lên mặt đẹp như ngọc đeo một vỏ kiếm bảo châu trang trí nhìn thấy nam tử này bọn thanh niên áo bảo xám nhất thời như thở phào ra đồng ngạt vái chào nói ra mắt ôn đại nhân ôn thanh cư bang chủ thanh hồ bang đệ nhất đại bang thế giới ngầm thành bạch châu một vị đại nhân vật cảnh giới tông sư tầng nam danh chấn thành bạch châu bùi vân độ nhíu mày tạ viễn sơn nơi xa khống chế xe ngựa sắc mặt trở nên âm trầm ta đến đối phó lão già bùi vân độ các ngươi đi thu thập tạ viễn sơn nhớ kỹ không thể thương tổn tới vị đại tiểu thư kia trong xe ngựa ôn thanh cử thản nhiên mở miệng mọi người đều gật gật đầu mắt thấy đại chiến chuẩn bị bùng nổ đây là ánh mắt ôn thanh cử đột nhiên liếc nhìn tô dịch không khỏi ngần ra khi hắn đến đã tập trung tâm thần ở trên người Bùi Vân Độ, lúc này mới phát hiện trong lán trà này còn một thiếu niên áo bào xanh ngồi, hơn nữa chỉ để ý uống trà, dáng vẻ nhàn nhã, tỏ ra rất đáng chú ý. Một người qua đường, thanh niên áo bào xám trần chờ một phen, lúc này mới nói. Hắn cũng không xác định thiếu niên áo bào xanh này rốt cuộc lai lịch thế nào. Lúc này, tô dịch đã ăn uống no đủ, đứng dậy nói, hắn nói không sai, ta quả thật là đi ngang qua nơi đây, cũng không có ý xen vào, chờ ta rời khỏi, các người đánh sảng khoái là được nói xong chắp tay sau lưng đùng đỉnh cất bước đi về phía xa phân tranh như vậy hắn cũng lười đi xem chiến đấu đúng tiêu chuẩn là đi đường quan trọng hơn chờ đến thành bạch châu trước tìm khách sạn tốt nhất ngủ một giấc thật thoải mái sau đó lại ăn ngon một bữa nếu hứng thú đến thì đi trong thành dạo một chút nếu không có hứng thú thì tiếp tục lên đường mắt thấy tô dịch như không có việc gì tự rời khỏi bọn thanh niên áo bảo xám đều ngẩn ra một phen thế cục bực này rồi đổi làm người bình thường sợ là sớm bị dọa sợ trốn không kịp nhưng thiếu niên này lại có thể bình tĩnh tới mức như vậy. Ôn Thanh cười nhíu mày, cũng có chút nhìn không thấu. Nhưng cuối cùng, hắn cố nén xúc động muốn giữ tô dịch lại, chưa lên tiếng. Đối phương đã muốn rời khỏi, vậy rời khỏi là được, đỡ cho thêm chuyện. Bùi vẫn độ im lặng không lên tiếng, hắn cũng có chút kinh ngạc thiếu niên áo bào xanh này đàm phách cùng chấn định, nhưng thấy được hắn rời khỏi, cũng vẫn chưa ngăn cản. Trên xe ngựa, tạ viễn sơn bóng người uy mãnh cũng kinh nghi bất định, lúc ban đầu, hắn còn cho rằng tô dịch là trợ thủ của ôn thanh cử bên kia nhưng bây giờ hắn mới chợt ý thức được, tựa như không phải như vậy. Một màn này thật sự quá cổ quái, tựa như trong bức họa cuộn tròn áp lực căng thẳng, đột nhiên có thêm một biến số không hợp. Trong lúc nhất thời, hai bên rằng co này đều chưa lập tức ra tay, tựa như đều đang chờ xem, tô dịch vị khách qua đường này sẽ thật sự rời khỏi hay không. Tô dịch tự nhiên sẽ không để ý những thứ này. Nhưng ở lúc bóng người hắn đi ngang qua một chiếc xe ngựa kia, bước về phía xa, xem cửa sổ thùng xe lại nhấc lên một góc. Sau đó, một thanh âm hơi giật mình kích động vang lên. Tô, Tô tiên sinh, bạn đang xem kiếm đạo đệ nhất tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Theo thanh âm, rèm cửa sổ bị hoàn toàn sốc lên, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp, đôi lông mày như mực tràn đầy ngạc nhiên lẫn vui mừng cũng khó có thể tin. Tô dịch dừng lại, quay đầu nhìn, cũng không khỏi kinh ngạc, sao là ngươi. Nữ tử trên xe ngựa, chính là tiêu tử cận, phong hào linh giao quận chúa. Lúc trước ở bờ sông Đại Thương Ngoài Thành Quảng Lăng, quận Vân Hà, tử cận từng cùng ông nội nàng tiêu thiên khuyết, gặp gỡ bất ngờ tô dịch đang tu luyện tùng hạc đoán thể thuật cũng là lần đó tô dịch giúp tiêu thiên quyết hóa giải thi độc trên người cũng ở sau đó giúp tiêu thiên quyết tu sửa công pháp tông tộc tổ truyền kim lan quyết tô dịch lại không ngờ sau khi xa cách mấy tháng sẽ ở trên đường cái hẻo lánh đi thông thành bạch châu nhìn thấy đối phương hơn nữa đối phương tựa như còn lâm vào trong một hồi chặn giết cũng đúng lan lăng tiêu thị chiếm cứ ở cảnh nội bạch châu nàng xuất hiện ở đây trái lại cũng không kỳ quái rất nhanh tô dịch đã hiểu ra tô tiên sinh ta cũng không ngờ sẽ ở chỗ này đụng tới ngươi trên khuôn mặt trứng ngỗng nhẫn nhụi trắng nõn của tử cận tràn đầy vui sướng nhưng khi ánh mắt nàng lơ đã nhìn thấy cục diện rằng co dương cung bạt kiếm kia phụ cận lán trà nơi xa khuôn mặt nhất thời biến sắc thúc giục tô tiên sinh đi mau trở về sau có cơ hội ta lại đi tìm ngài ôn chuyện vốn cố nhân gặp nhau vốn nên vui mừng đối đãi nhưng thế cục lúc này lại khiến trong lòng tử cận trầm trọng sốt ruột không thể không cân nhắc an nguy của tô dịch sợ liên lụy hắn vào vì sao phải trở về sau ánh mắt tô dịch đảo qua những người kia ở xa thản nhiên nói một ít gà đất chó ngói mà thôi còn không thể ảnh hưởng chúng ta ôn chuyện tử cận ngần ngơ nam tử uy mãnh tạ viễn sơn khống chế xe ngựa cũng sửng sốt thiếu niên áo bào xanh này thoạt nhìn trẻ tuổi lại chưa từng nghĩ không khí lại lớn như vậy hắn âm thầm thở dài trầm giọng nói công tử không rõ tình trạng tốt nhất nghe tiểu thư chớ xen vào xin mau chóng rời đi để tránh rước lấy họa sát thân trong mắt hắn đã mang tô dịch coi là một công tử ca không rõ việc đời hung hiểm đúng tô tiên sinh vẫn là mau rời khỏi đi về sau, về sau sẽ luôn có lúc gặp lại. Tử cận cũng vội vàng mở miệng, trong ánh mắt tràn đầy ưu sầu. Nàng sớm nghe nói, tô dịch từng ở quận thành Vân Hà tạo ra uy danh to lớn, có được lực lượng kiếm giết tông sư, mạnh như quận thủ tần nhược quyên, cũng chết ở trong tay hắn. Nhưng bây giờ khác, các đối thủ kia, lại không một ai không phải là đại tông sư thành danh nhiều năm, cực kỳ có danh tiếng ở cảnh nội Bạch Châu. Nơi xa, ôn thanh cử hử lạnh mở miệng, bây giờ lại muốn đi, cửa cũng không có. Một màn tô dịch cùng tử cận nói chuyện với nhau, đều bị hắn thu hết vào đáy mắt. Giờ phút này khi lại nhìn về phía tô dịch, ánh mắt hắn đã mang theo sát khí dữ dội. Tiểu tử này quả nhiên có vấn đề. Thanh niên áo bảo sám sắc mặt âm trầm. Ông lão áo vải, phụ nhân xinh đẹp cùng tiểu cô nương bím tóc sừng dê bên cạnh hắn cũng đều sát khí quanh quần. Vừa rồi bọn họ thế mà lại thiếu chút nữa đều bị lừa rồi. Bùi vân đội nhíu mày, trầm giọng quát to: Lão tạ, mau dẫn tiểu thư nhà ngươi cùng tiểu tử đó rời khỏi. Không thể chần chờ nữa, ra tay. Ôn thanh cười lạnh lùng mở miệng một tiếng rút ra linh kiếm bên hông ngay lập tức lao tới chém giết bùi vân độ kiếm khí như cầu vồng cực kỳ khiếp người đại chiến bùng nổ đám người thanh niên áo bào xám thì bóng người trượt lóe lao về phía xe ngựa nơi xa tiểu thư ngươi cùng vị công tử này đi trước mau tạ viễn sơn nghiến răng một cái lao xuống khỏi xe ngựa bóng người che ngang ở nơi đó phóng ra tu vi thuộc về cảnh giới tông sư tầng 3. có tô mỗ nào cần do ngươi đi chiến đấu chịu chết nhìn bộ dáng thấy chết không sờn đó của tạ viễn sơn tô dịch không khỏi than nhẹ lấy tay chộp một cái liền như sách gà con sách nam nhân tráng kiện uy mãnh này đến một bên tạ viễn sơn trượt ngần ngơ từ đầu đến cuối hắn thế mà đều chưa phản ứng lại mà lúc này thanh niên áo bảo giám đã dẫn đầu lao tới âm uhm. hai tay hắn đều nắm một cây giàn đồng xanh bóng người như điện khí thế hung hãn ở trên không đập đến một đôi giàn đồng xanh mang theo ánh sáng chói mát cẩn thận tử cận mới vừa đi xuống xe ngựa khuôn mặt đột nhiên biến sắc thất thanh kinh hô Tô Dịch lại không biết nên khóc hay cười, hớt ha hớt hải, làm như nguy hiểm lắm. Chết. Con người thanh niên áo bào xám nổi lên một tia dữ tợn, đã bùng nổ đánh tới. Chỉ thấy, Tô Dịch tay áo bào bay bay vung lên. Ầm. Uhm. Trên không ngoài ba thước, thân thể thanh niên áo bào xám nổ tung, trên năm xẻ bảy, một đôi giàn đồng xanh hai tay hắn đánh xuống cũng bị nghiền thành mảnh vỡ, bắn tung tóe ra bốn phía. Phẩy tay áo một cái mà thôi, uy năng cỡ đó lại trực tiếp giống như núi thần trên trời giáng xuống khiến thanh niên áo bào xám nhân vật tông sư bực này cũng bị đánh nát máu thịt bay tứ tung một màn đáng sợ đó khiến ba người bọn ông lão áo phải cùng lúc đánh tới đồng loạt biến sắc nhưng bọn họ đã đâm lao phải theo lao không kịp né tránh nếu không nhất định sẽ lộ ra sơ hở chính mạng chết ông lão áo vải nghiến răng một cái một thanh đoản đao trong tay hùng hăng đâm tới hầu như cùng lúc đó người phụ nữ xinh đẹp từ một bên giáp công bảo vật của nàng cực độc đáo chính là roi thép chín đốt theo cổ tay du lên bồ một phát roi thép nổ vang mang theo cương phong đáng sợ hùng hăng nện xuống, không khí cũng bị đập rít vang lên. Tô Dịch vẻ mặt bình thản, tập ngón tay búng liên tục, hai đạo kiếm khí ánh vàng rực rỡ lướt lên không trung, chợt lóe ngang trời. Phóc, bóng người ông lão áo vải bị xé ra, máu tươi chút xuống như thác, đoạn đao trong tay keng một tiếng rơi trên mặt đất. Phóc, mà phụ nhân xinh đẹp kia thì tính cả roi thép chín đốt trong tay nàng, bị chặt đứt ngang lưng, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, im bà dừng lại. Trong nháy mắt mà thôi, hai vị nhân vật tông sư đã bị gạt bỏ như rồi bọ tư thái dứt khoát lưu loát nhẹ nhàng bâng quơ kia làm tiểu cô nương bím tóc sừng dây kia đã đánh đến trước người tô dịch kinh hãi nhịn không được phát ra một tiếng thét chói tai nàng vừa muốn né tránh cổ đã bị một bàn tay thon dài trắng nõn nắm lấy lúc vừa gặp mặt ta liếc một cái đã nhìn ra ngươi không phải người còn mời ta ăn táo có biết khi ngươi một con quỷ họa bị đóng giả tiểu cô nương như vậy thần thái ghê tởm người ta bao nhiêu hay không ánh mắt tô dịch lạnh nhạt, nhạt nhìn chằm chằm tiểu cô nương trong tay tiểu cô nương sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch hoảng sợ nói tiên sư tha mạng âm uhm. bàn tay tô dịch quét qua thân thể tiểu cô nương giống như bóng cao su xì hơi chợt lõm xuống đến cuối cùng chỉ còn lại có một tấm da người ở lại trong tay tô dịch đứa nhỏ như vậy cũng xuống tay được không giống khuynh oản đáng yêu thiện lương như vậy chút nào chết không đáng tiếc tô dịch hất đầu ngón tay ra người hừng hực thiêu đốt hóa thành cho tàn bay là tả sau đó hắn phủi phủi quần áo dáng vẻ thanh thản giống như vừa rồi giết chết đều chỉ là cỏ rác con kiến tạ viễn sơn dại ra ở đó trong lòng tràn đầy kinh hãi trước sau chỉ ba cái chớp mắt giết bốn vị tông sư như xé giấy cái này cần có đạo hạnh khủng bố bao nhiêu mới có thể trong lúc nói cười làm được một bước này tử cận cũng sửng sốt vẻ mặt hoảng hốt bị rung động thật sâu nàng lúc này mới chợt ý thức được nhận biết của mình đối với tô dịch tựa như xuất hiện lệch lạc thật lớn nơi xa ôn thanh cừ và bùi vân độ vừa chém giết với nhau liền thấy được một màn tô dịch giết chết đám người ông lão áo vải Nhất thời kinh hãi ra đầu phát tê, linh hồn nhỏ bé cũng thiếu chút nữa toát ra. Vốn, hắn chỉ coi đây là một thiếu niên rất tầm thường, cho dù mạnh nữa, cũng tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của nhân vật tông sư. Nào ngờ, thiếu niên này lại giết tông sư thoải mái như lấy đồ trong túi. Điều này quá khủng bố rồi. Khai, chợt Ôn Thanh cực quát một tiếng, bứt ra, quay đầu bỏ chạy. Bùi Vân Độ vừa muốn truy kích, chỉ thấy một đạo kiếm khí màu vàng nổi lên ngang trời, xé rách không gian, ra ngoài trăm trượng chém ở trên người ôn thanh cử. Phóc, vị bang chủ đệ nhất đại bang thế giới ngầm thành Bạch Châu này, một vị tồn tại cảnh giới tông sư tầng 5, bị chém chết đế rớt, máu đổ trên không. Âm, uhm. trên mặt đất nơi đó cũng bị kiếm khí vô cùng sắc bén bổ ra một khe hở thẳng tắp, khói bụi văng khắp nơi. Bùi vân độ kinh hãi toát mồ hôi lạnh khắp người, theo bản năng quay đầu nhìn về phía xa, thiếu niên áo bảo xanh kia vẫn như cũ là bộ dáng lạnh nhạt tự nhiên như vậy. Nhưng với bùi vân độ giờ phút này, lại như gặp thần nhân. Đa tại công từ nghĩa ra tay hắn bước nhanh tiến lên, khom người vái, trong ánh mắt tràn đầy nét kính sợ không phục. Vì nhân vật Tông Sư Lâu Năm vang danh cảnh nội Bạch Châu này, rõ ràng bị thủ đoạn tô dịch vừa rồi triển lộ ra hoàn toàn thuyết phục. Vốn tạ viễn sơn dạy ra ở đó cũng như ở trong mộng mới tỉnh, trượt hít sâu một hơi, chào nói, lúc trước là tạ mỗ mắt kém, nếu có mạo phạm, mong công tử thứ lỗi. Vừa nghĩ đến mình vừa rồi còn coi tô dịch là công tử ca không hiểu việc đời, trong lòng hắn liền xấu hổ cùng quẫn bách một phen. Không cần khách khí, nhấc tay mà thôi tôi dịch thuận miệng nói đối với hắn bây giờ mà nói diệt sát nhân vật cảnh giới tông sư quả thực không cần tốn nhiều sức hoàn toàn không có cảm giác thành tựu nói xong ánh mắt hắn nhìn về phía tử cận nói ngươi sao lại bị chặn giết đường đường đại tiểu thư lan lăng tiêu thị linh giao quận chúa đương kim chu hoàng tự mình sắc phong thế mà lại ở vùng hoang vu dã ngoại này bị người ta ngăn chặn điều này có vấn đề tử cận ổn định tâm thần khẽ than thở mở miệng lần lượt nói ra nguyên do thì ra một đoạn thời gian trước ông nội tiêu thiên quyết của nàng sau khi từ chỗ một người bạn già biết được ngọc kinh thành tô ra điều khiển lực lượng muốn tới thành cổn châu đối phó một người trẻ tuổi tên là tô dịch nhất thời liền phán đoán ra tô ra muốn đối phó chính là vị tô tiên sinh kia từng cứu lão một mạng vì thế tiêu thiên quyết ngay lập tức trao đổi việc này với con lão tiêu hoành thu tiêu hoành thu chính là tộc trưởng lan lang tiêu thị khi biết được việc này tiêu hoành thu cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng lập tức quyết định điều động lực lượng tiêu thị tới cổn châu tính âm thầm cứu đi tô dịch ai ngờ ngay tại lúc đám người tiêu hoành thu tiêu thiên Quyết quyết định hành động tin tức không biết bị người nào tiết lộ Tiêu gia đại trưởng lão tiêu trọng doanh dẫn một đám đại nhân vật đến ngăn cản đó nếu là tiêu hoành thu dám đi giúp tô dịch liền phế bỏ quyền bính tộc trường của tiêu hoành thu tiêu hoành thu tự nhiên không đáp ứng nhưng hắn lại không ngờ tiêu trọng doanh là có chuẩn bị mà đến không chỉ dẫn theo lượng lớn nhân thủ còn mời ma vân vương thạch lan sơn đóng ở cảnh nội bạch châu đến trợ trận một hồi nội loạn cứ thế bùng nổ tiêu hoành thu bị phế tiêu thiên quyết bị bắt lực lượng tiêu hoành thu một nhánh này gần như bị một lưới bắt hết nhốt lại mà đại trưởng lão tiêu trọng doanh thì ở dưới ma vân vương thạch lan sơn ủng hộ ngồi lên bảo tọa tộc trưởng lan lang tư thị ngay cả tử cận cũng bị cấm túc ở chỗ ở của mình như tù nhân cũng là đêm qua nàng mới rốt cuộc tìm được cơ hội ở dưới sự trợ giúp của tạ viễn sơn thành công từ trong tông tộc chạy thoát nhưng lại không ngờ vừa mới từ thành bạch châu chạy đến nơi đây liền đụng phải lực lượng đuổi bắt bọn họ sau đó Liên đã xảy ra một màn tô dịch vừa rồi chứng kiến. Nghe xong, tô dịch không khỏi nhíu mày, hắn không ngờ, lan lăng tiêu thị nội loạn, cùng với cảnh ngộ của tử cận, vậy mà lại có liên quan với mình. Tô dịch rất nhanh đã làm rõ suy nghĩ. Tiêu thiên quyết khi biết được tin tức, hẳn là ở trước khi trận chiến phủ tổng đốc Cổn Châu bùng nổ. Khi đó, tin tức tiệc trà Cổn Châu Tây Sơn đã bắt đầu khuếch tán ở cảnh nội đại chu. Chỉ là, lúc ấy cực ít có ai biết, thật sự ở trên tiệc trà định mưa gió, là tô dịch hắn mà thôi. Ma Vân Vương Thạch Lan Sơn là vương họ khác đi ra từ Ngọc Kinh thành Tô gia, chiếm cứ cảnh đội Bạch Châu, quy vọng cực cao, chính là có hắn chống lưng mới khiến tộc trưởng bị trục xuất bắt nhốt. Tạ Viễn Sơn than thở, vẻ mặt đầy u sầu, thì ra là thế, bạn đang xem kiếm đạo đệ nhất tiên được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. Tô Dịch đã hiểu, đơn giản mà nói, chính là Lan Lăng tiêu thị đại trưởng lão Tiêu Trọng Doanh, cấu kết Ma Vân Vương Thạch Lan Sơn, hành động chớp nhót cướp đoạt quyền lớn của tộc trưởng mà thôi. Mà nguyên nhân sự việc đã xảy ra ở trên sự kiện tiêu thiên quyết và tiêu hoành thu lúc trước muốn quyết nhất định phải tới cổn châu cứu mình nghĩ đến đây trong lòng tô dịch cũng không khỏi có chút cảm xúc lúc trước hắn cứu tiêu thiên quyết chỉ là nhấc tay mà thôi nào ngờ tiêu thiên quyết lại sẽ ở sau khi biết được tin tức tô gia muốn đối phó mình sẽ dứt khoát lựa chọn tiến hành vươn tay giúp đỡ chỉ dựa vào phần dụng tâm này đã đủ khiến tô dịch động dung tử cận cô nương yên tâm chuyện này đã bởi ta dựng lên tự nhiên do ta kết thúc tô dịch nhẹ nhàng mở miệng hắn chuyến này vốn đã muốn đi ngang qua thành bạch châu hoàn toàn có thể mượn cơ hội này vươn tay giúp đỡ tử cận lại lắc đầu thấp giọng nói tô tiên sinh chuyện này liên lụy đến không chỉ là một ít đối thủ trong lan lăng tiêu thị ta còn có ma vân vương thạch lan sơn đại nhân vật đột này ngài ngài vẫn là chớ sen vào thì tốt hơn lực lượng tô dịch lúc trước bày ra tuy khủng bố nhưng vừa nghĩ đến thế lực các đối thủ kia đại biểu khiến tử cận nản lòng thoái chí một phen lúc này bùi vân độ như chợt nhớ tới cái gì bật thốt lên nói xin hỏi công tử chẳng lẽ chính là tô dịch tô công tử tô dịch gật gật đầu không sai bùi vân đội nhất thời hít sâu một hơi như bừng tỉnh đại ngộ lẩm bẩm trách không được trách không được tử cận và tạ viễn sơn đồng loạt ngần ra tạ viễn sơn nói bùi đại nhân chẳng lẽ trước kia cũng từng nghe nói thanh danh tô công tử bùi vân đội nhất thời lộ ra vẻ mặt cảm khái nói hai vị lúc trước luôn bị nhốt ở trong tiêu thị đại khái còn không rõ cảnh nội đại chu hiện nay trong một thế hệ trẻ phải tính tô công tử uy danh vang dội nhất một trận chiến tiệc trà cồn châu tây sơn mạnh như long hồ ẩn sĩ tần trường sơn cũng không địch nổi một kiếm của tô công tử một trận chiến phủ cồn châu hỏa khung vương hạ hầu lẫm bạch mi vương thái kinh hải thiên dũng hầu nhạc thanh ngọc sơn hầu bùi văn sơn một đám đại nhân vật đều chết ở dưới tay tô công tử việc này truyền ra khiến thiên hạ đều chấn động dẫn lên không biết bao nhiêu xôn xao cũng là hai trận chiến đấu này khiến tên tô công tử truyền khắp đại chu bùi mỗ có thể nào không biết rất lời trên nét mặt bùi vân độ đã tràn đầy nét khâm phục cái này tạ viễn sơn ngây ra trong lòng nhấc lên sóng chiều ngập trời lúc này mới chợt ý thức được thiếu niên áo bảo xanh trước mắt này vậy mà lại không đơn giản như thế vẻ mặt tử cận cũng hoảng hốt một phen nhớ về ngày đó lúc ở thành quảng lăng tô dịch còn chỉ là tu vi bàn huyết cảnh mà thôi nhưng lúc này mới cách mấy tháng thời gian hắn cũng có thể giết chết hỏa khung vương hạ hầu lẫm tiên thiên võ tông vực này nếu không phải đoạn lời này là từ trong miệng bùi vân độ nói ra nàng cũng không dám tin là thật ngay cả hỏa khung vương cũng chết rồi Tạ Viễn Sơn hít vào thật sâu. Hắn rất rõ, Hỏa Khung Vương là vương họ khác từ Ngọc Kinh thành Tô gia đi ra. Mà nhìn thấy Tử Cận cùng Tạ Viễn Sơn bộ dáng giật mình như vậy, khiến Tô Dịch nhất thời ý thức được, xem ra bọn họ là thật sự không biết chuyện xảy ra một đoạn thời gian này. Nếu không, sợ là sẽ không cả kinh như vậy. Tô Dịch cười hỏi, "Sao, bây giờ cùng đi thành Bạch Châu một chuyến với Tô Mộ hay không?" Tử Cận do dự một phen, nói, "Tô tiên sinh, ngài, ngài thử không lo lắng cả phải Ngọc Kinh thành Tô gia trả thù." Tô Dịch nói, mục đích của ta chuyến này vốn chính là muốn tới ngọc kinh thành tô ra kết thúc ân cửu năm đó ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao tử cận cuối cùng nghiến sang một cái nói vậy làm phiền tô tiên sinh rồi còn xin nhận tử cận một lại. nói xong liền muốn quỳ xuống đất bị tô dịch ngăn cản nói ta nói việc này bởi ta dựng lên tự nhiên do ta đến giải quyết tạ viễn sơn cũng vui vẻ rất có cảm giác sẽ mây thấy trăng sáng kích động nói đa tạ tô công tử đa tạ tô công tử bùi vân độ thì nhớ tới một sự kiện trần trờ nói tôi công tử ta nghe nói một đoạn thời gian gần đây không ít thế lực lớn đều nhằm vào ngài ý đồ ở trên đường ngài tới ngọc kinh thành bất lợi đối với ngài nghe nói còn có không ít nhân vật tiên thiên võ tông không biết là thật hay giả tôi dịch gật gật đầu chưa giải thích cái gì nói một chút việc nhỏ mà thôi không đáng để ý đi thôi đi thành bạch châu trước đoàn người lập tức khởi hành hai canh giờ sau cổng thành nguy nga cao lớn kia của thành bạch châu xa xa xuất hiện ở trong tầm nhìn trước cổng thành một đám võ giả khí tức hung hãn trú đóng cầm đầu là một trung niên áo bào đen còn người khi khép mở ánh điện dâng trào uy thế khiếp người hả bọn họ sao đã trở lại rồi khi xa xa nhìn thấy tạ viễn sơn khống chế xe ngựa quay về trung niên áo bào đen ngần ngơ giống như không dám tin bên cạnh một nam tử gầy gò cười lên khẳng định là gặp phải ngăn cản tự biết khó thoát khỏi thiên la địa võng đuổi bắt vì thế ngoan ngoãn trở lại đây mới là người thông minh nha trung niên áo bào đen nhất thời cũng cười lên tạ viễn sơn ngươi không phải không sợ chết sao vì sao lại chờ đại tiểu thư trở lại hắn nói năng châm chọc lớn tiếng hỏi tạ viễn sơn khống chế xe ngựa mặt không biểu cảm nói lão mạc không muốn chết người tốt nhất dẫn theo người của người tránh ra ha 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 thứ hoảng hốt như chó dám gì trở lại còn dám thuận mõm sủa bừa ngươi sợ là còn không biết mình sắp gặp phải kết cục thế nào nhỉ trung niên áo bào đen ngửa mặt lên trời cười to dẫn tới người đi đường ra và phụ cận cổng thành đều lấp nhìn tránh nghe đến xa xa tạ viễn sơn không mở miệng nữa khống chế xe ngựa chậm rãi chạy đến. Người đâu, đi mang bọn hắn về tông tộc. Trung niên áo bào đen vung tay lên, quát. Nhất thời, một đám võ giả xông lên trước. Keng! Tạ Viễn Sơn rút ra một thanh chiến kiếm, trực tiếp ra tay, kiếm quang lái lên, chém chết mấy võ giả ngay tại chỗ. Một màn máu chảy đầm đìa đó, khiến toàn trường kinh ngạc, xôn xao không thôi. Lúc trước, bọn người trung niên áo bào đen đều cho rằng, bọn Tạ Viễn Sơn là chạy trốn thất bại, sám xịt quay về nhận tội. Nào ngờ, lại hoàn toàn không phải như bọn họ nghĩ. Ta nói rồi, bảo các ngươi tránh ra, nhưng các ngươi lại cố tình muốn tự tìm đường chết. Ánh mắt tạ viễn sơn lạnh lùng. Muốn chết. Trung niên áo bào đen sắc mặt trầm xuống, bóng người như con chim to lao lên ngang trời, lao tới chém giết tạ viễn sơn. Thấy vậy, bùi vân độ ngồi ở một bên khác của xe ngựa vừa mới chuẩn bị ra tay. Phóc. Trong xe ngựa đột nhiên có kiếm quang lóe lên lướt ra, bóng người trung niên áo bào đen còn ở giữa không trung, đầu đã bị chém rụng, bay ra ngoài phụ cận cổng thành người đến người đi, mọi người đều giống như bị dọa sợ, phát ra một tràng tiếng thét chói tai, hoảng sợ chạy trốn. Bùi Vân Độ thấy vậy, trong lòng sôi trào một trận. Trung niên áo bào đen kia cũng là một nhân vật tông sư thực lực tương đương với hắn, nhưng lại ở trong chớp mắt đã bị cách không chém giết. Căn bản không cần nghĩ, đây tự nhiên là Tô Dịch ra tay. Sau khi vào thành, trực tiếp tới tiêu thị các ngươi là được. Trong xe ngựa truyền ra thanh âm lạnh nhạt của Tô Dịch. Vâng. Tạ Viễn Sơn hít sâu một hơi, khống chế xe ngựa, chạy vào cổng thành Bạch Châu. Tây Bắc thành Bạch Châu, nơi Lan Lăng Tiêu thị chiếm. Ngâm Phong lâu, tòa lầu các ba tầng xa hoa này xây dựng ở trên một hồ nước, bốn phía có nước vây quanh, có một cây cầu bạch ngọc thật dài đi thông bờ hồ. Trong đại điện thật lớn tầng đỉnh Ngâm Phong lâu, Tiêu Trọng Doanh áo bảo hoa ngồi ở trên chủ tọa chính giữa. Vị Lan Lăng Tiêu thị đại trưởng lão này tuy vừa tiếp quản quyền lớn tộc trưởng không lâu, nhưng hắn đã hoàn toàn thích loại tư vị nắm quyền, ra lệnh một tiếng, ai dám không theo này. Hôm nay triệu tập các vị đến, là có một việc lớn thương lượng. Ánh mắt Tiêu Trọng Doanh nhìn quanh đại điện, thanh âm trầm hùng mở miệng, "Ta vừa mới đạt được một phần tình báo từ thập phương các tìm hiểu được, các ngươi đều say một chút đi." Hắn khẽ gật đầu với lão bộc bên cạnh. Lập tức, lão bộc cầm một sấp giấy thật dày, phân biệt đưa tới trong tay đại nhân vật khác của Tiêu thị đang ngồi trong đại điện. Nội dung mỗi một tờ giấy đều giống nhau. Nội dung bên trên rất đơn giản, ngày 4 tháng 4, Tô Dịch khởi hành rời khỏi thành Cổn Châu, đêm cùng ngày, ở ngoài dịch trạm Long Kiều, đánh bại cung chủ thiên hành học cung vương chắc. Ngày 6 tháng 4, trước vân đào quan, tô dịch lấy sức một người, diệt tiên thiên võ tông liệt dương chân nhân, ma kình thương, đồng hoa phu nhân, thi sấm bốn người, chỉ để lại cho tư đồ cung một con đường sống. Ngày 8 tháng 4, tô dịch tới huyết đồ yêu sơn, cùng một ngày, tiềm long kiếm tông chuyển công các trưởng lão nữ đông lưu, ngoại môn đại trưởng lão lê thương, nhị trưởng lão liêu vận liễu, liên hợp cung chủ tác hạ học cung vương đồ, cung chủ thủy nguyệt học cung hách liên hải cùng nhau tiến vào huyết đồ yêu sơn. Cùng ngày, Tô Dịch rời khỏi huyết đồ yêu sơn, đám người nữ đông lưu, vương đồ chưa từng hiện ra bóng dáng nữa, nghi là đã gặp nạn ở huyết đồ yêu sơn. Xem xong tin tức trên giấy viết thư, trong đại điện vang lên từng đợt thanh âm hít vào thật sâu, các đại nhân vật tiêu thị đang ngồi đều biến sắc. Tô Dịch kẻ này không phải chỉ có tu vi tông sư sao, sao có thể cường đại như thế? Có người kinh hãi, mạnh như tu hành chi sĩ nữ đông lưu bọn họ cũng gặp nạn, có phải cũng là Tô Dịch này gây ra hay không? Có người lưng phát lạnh, quá đáng sợ rồi. Tô Dịch này ở trong một trận chiến phủ tổng đốc Cổn Châu, đã thoải mái tiêu diệt tám người hòa khung vương hạ hầu lẫm, mà dọc theo đường đi, Tiên Thiên Võ tổng ý đồ cướp đoạt tạo hóa trên người hắn nhiều cỡ nào, nhưng thế mà đều thất thủ. Có người vẻ mặt đầy chấn động. Toàn bộ đại điện đều lộn xộn, các nhân vật quyền quý tiêu thị nhìn quen trường hợp lớn, ai cũng không thể bình tĩnh nổi. Thấy một màn này, Tiêu Trọng doanh nhíu mày, quát, hoảng hốt cái gì? Tô Dịch kia dù huyền náo long trời lở đất, cũng không quan hệ với chúng ta. Toàn trường yên tĩnh, nhưng rất nhanh đã có người trần chờ mở miệng nói nhưng tô dịch này nghi là quan hệ tâm đầu ý hợp với tiêu thiên khuyết lão gia tử hắn lần này tới ngọc kinh thành tất sẽ đi qua bạch châu nhỡ đâu biết được những việc kia chúng ta làm nói đến đây sắc mặt mọi người đều biến ảo một phen tiêu trọng doanh lạnh nhạt nói các vị yên tâm đi bạch châu chính là đất kinh đô cũng là địa bàn thế lực ngọc kinh thành tô gia nắm giữ tô dịch hắn chỉ cần dám xuất hiện ở bạch châu nhất định sẽ lọt vào đà kích không ngờ được nói đến đây hắn mỉm cười thản nhiên nói chúng ta chỉ cần xem kịch là được xem kịch mọi người đang ngồi đều ý thức được tiêu trọng doanh trong lời có chuyện ý tứ của tổng trưởng là lực lượng ngọc kinh thành tô ra sớm làm đủ chuẩn bị chỉ cần tô dịch kia dám xuất hiện ở bạch châu thì nhất định phải chết không thể nghi ngờ có người nhịn không được hỏi tiêu trọng doanh lạnh nhạt nói tô dịch sẽ không chết ta không rõ ta chỉ biết hiện nay ma vân vương thạch lan sơn đại nhân bên kia đã sớm gối giáo trở sáng chỉ chờ tô dịch cái này xuất hiện dừng một chút hắn lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa các vị tô dịch kia có lẽ mạnh đến mức có thể tiêu diệt tiên thiên tông sư nhưng học kinh thành tô ra cũng không phải ăn chay chúng ta vui vẻ xem kịch là được rồi nói xong hắn tùy tay bưng chén trà lên nhấp một ngụm dám vẻ nhàn nhã hồi bẩm tộc trưởng đại tiểu thư đã trở lại nàng ngoài lại điện một tùy tùng vội vàng đến bẩm báo nhưng không chờ nói xong đã bị tiêu trọng doanh ngắt lời đại tiểu thư đại tiểu thư nào trên nét mặt tiêu trọng doanh hiện lên một mảng lạnh lùng ra vẻ nghi hoặc ta sao lại không biết tiêu thị chúng ta hôm nay còn có một đại tiểu thư các đại nhân vật đang ngồi vẻ mặt đều có chức khác thường tùy tùng kia nhất thời kinh hoàng bị quỳ xuống đất run giọng nói tiểu nhân đáng chết tiểu nhân đáng chết tiêu trọng doanh lạnh nhạt nói ngươi mang lời nói lại lần nữa tùy tùng hít sâu một hơi nói hồi bẩm tộc trường tiêu tử cận con gái tông tộc tội đồ tiêu hoành thu đã trở lại bạn đang xem kiếm đạo đệ nhất tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim tiêu trọng doanh lúc này mới hài lòng nói mặc kệ như thế nào Tử cận cũng là cháu gái họ của ta, trên người chảy dòng máu tiêu ra, nó nếu lạc đường biết quay lại, ta tự nhiên sẽ không trách móc nặng nề nó nữa, ngươi chuyển lệnh ta, cấm túc nó ở lãnh thạch trai là được. Tùy tùng kia lại hoàng hốt nói, tộc trường, tiêu tử cận là dẫn người sông vào tung tộc. Mọi người đang ngồi đều ngần ngơ, dẫn người sông về. Tiêu tử cận này thật to gan. Tiêu trọng doanh nhíu mày, nói, nó dẫn theo bao nhiêu người, đã bắt lại chưa? Tùy tùng đầu đầy mồ hôi, lắp bắp nói, đi cùng tiêu tử cận có ba người, một người là trưởng lão tạ viễn sơn một người là đại tông sư bùi vân độ một người khác là một thiếu niên gương mặt xa lạ mới nói tới đây tiêu trọng doanh không khỏi bật cười nói ta còn cho rằng nghe đầu kia có năng lực lớn bao nhiêu thì ra chỉ dẫn theo chút nhân thủ này người khác đang ngồi cũng đều nở nụ cười tạ viễn sơn một con chó săn những năm gần đây đi theo ở bên người tiêu hoành thu mà thôi trái lại bùi vân độ đáng giá lưu ý vài phần nhưng cũng chỉ vậy mà thôi ở trên địa bàn của tư thị đừng nói bùi vân độ hắn dù là tiên thiên tông sư đến đây cũng phải thành thành thật thật sụp mí cúi đầu dung tranh tiêu trọng doanh thuận miệng phân phó ngươi dẫn một ít người đi bắt bọn hắn tới đây ta muốn là bọn hắn đều quỳ ở đây cúi đầu nhận tội vâng lúc này một nam tử áo bào đen cường tráng khỏe mạnh đứng dậy xoay người mà đi liệt dung tranh cao thủ đứng đầu tông sư tầng năm cành cũng là một trong các phụ tá đắc lực bên người tiêu trọng doanh tiêu trọng doanh vừa uống trà vừa lạnh nhạt mở miệng nói các vị chúng ta tạm thời chờ đợi một lát tạ viễn sơn không tính là gì trái lại bùi vân độ này thế mà lại to gan đến mức dám xen vào chuyện tông tộc chúng ta lần này phải cho hắn một cái giáo huấn suốt đời khó quên mọi người đang ngồi đều cười phụ họa nhưng chỉ một lát sau một chàng tiếng kêu ồn ào hoảng sợ từ bên bờ hồ nơi xa truyền đến không ổn rồi đại tiểu thư dẫn người giết đến rồi tộc trưởng việc lớn không ổn rồi không thanh âm ồn ào đó còn kèm theo một chàng tiếng kêu thảm dù là ở trên ngâm phong lâu giữa hồ cũng nghe rõ ràng đã xảy ra chuyện gì trong đại điện ngâm phong lâu sắc mặt tiêu trọng doanh trầm xuống chợt vươn người đứng dậy tới ngoài đại điện sự hò lan can trông về phía xa đại nhân vật khác đang ngồi cũng đều lần lượt đứng dậy đi qua theo trên bờ hồ nơi xa một mảng hỗn loạn đám hộ vệ tổng nhân tùy tùng tiêu ra đều hoảng hốt chạy trốn hô to gọi nhỏ sắc mặt kích động mà một đám người thì đi thẳng về phía ngâm phong lâu bên này tạ viễn sơn bùi vân độ ở phía trước mở đường tiêu tử cận và tô dịch đi theo sau đó vẹn vẹn bốn người mà thôi, lại như vào chỗ không người. Trên đường bọn họ đi qua, cường giả tiêu gia này căn bản không dám đi ngăn trở. Nguyên nhân chính là, bắt đầu từ một khắc đám người tô dịch tiến vào cửa chính tiêu gia, dọc theo đường đi không biết bao nhiêu người ý đồ ngăn cản, nhưng không có ngoại lệ, đều bị bùi vân độ, tạ viễn sơn đánh tan. Một đường thế như trẻ tre. Nơi xa, khi thấy một màn như vậy, sắc mặt tiêu trọng doanh âm trầm vô cùng, chợt phát ra một tiếng quát to, lui hết ra, để bọn hắn tới đây. Tiếng như sấm sét ở trong thiên địa khuếch tán ra. Các cường giả tiêu gia đã sớm bị dọa thấp thỏm lo âu kia đều như chút được gánh nặng, như thủy triều ùn ùn tránh đi. Bọn Tô Dịch rất thuận lợi liền đi tới trên một cây cầu bạch ngọc đi thông ngâm phong lâu giữa hồ. Mà lúc này, Tiêu Trọng Doanh đã dẫn theo một đám đại nhân vật đi tới trước cửa lớn tầng một ngâm phong lâu, ai cũng giận dữ hiện ra mặt, trong ánh mắt quanh quẩn sát khí. Tử Cận, người thật đúng là to gan, ta vốn định tha ngươi một mạng, không so đo với ngươi, nhưng ngươi lại dẫn người giết vào tông tộc, đáng giết tiêu trọng doanh lạnh lùng mở miệng lời nói lạnh lùng từ cận hít sâu một hơi vẻ mặt bình tĩnh nói tiêu trọng doanh ta cho các ngươi một cơ hội bây giờ bó tay chịu trói có thể miễn chết nếu không hôm nay trước ngầm phòng lâu này chính là nơi táng thân của các ngươi đoạn lời này khiến đám người tiêu trọng doanh giận quá mà cười đều thiếu chút nữa không dám tin vào tai mình ngươi tiểu tiện nhân này thật sự là không biết sống chết chỉ bằng tạ viễn sơn bùi vân độ cùng người trẻ tuổi kia bên cạnh ngươi đã dám kêu gào với chúng ta Tiêu Trọng doanh vẻ mặt âm trầm, trong mắt sát khí mãnh liệt. Lúc này, một đại nhân vật đột nhiên nhắc nhở, tộc trưởng có chút không thích hợp, Liệt Dung Tranh không thấy nữa. Còn người Tiêu Trọng doanh hơi co lại, ánh mắt tỏa ra bốn phía, quả thực chưa nhìn thấy Liệt Dung Tranh, không cần tìm nữa, Liệt Dung Tranh đã chết. Tử Cận bình tĩnh mở miệng, "Cái gì?" Tiêu Trọng doanh cùng các đại nhân vật kia của Tiêu gia đều cả kinh, khẽ biến sắc. Liệt Dung Tranh là tồn tại cảnh giới tông sư tầng 5, đặt ở Lan Lăng Tiêu thị cũng đã là cao thủ cấp đứng đầu, nhưng hắn tại sao nhanh như vậy đã gặp nạn? Mọi người kinh nghi bất định. Bùi Văn Độ, là ngươi làm. Ánh mắt Tiêu Trọng Doanh lập tức tập trung Bùi Văn Độ, cả người bộc phát ra tức giận cùng sát khí. Bùi Vân Độ lắc đầu nói, Bùi Mỗ cũng chưa có năng lực lớn như vậy. Vậy ý sẽ là ai? Ánh mắt đám người Tiêu Trọng Doanh đều không hẹn mà cùng nhìn về phía trên người Tô Dịch đứng ở bên người Tử Cận. Vô luận là Tử Cận hay Tạ Viễn Sơn, căn bản không có khả năng là đối thủ của Liệt Dung Tranh, như vậy liền chỉ còn lại có một loại khả năng, hung thủ là thiếu niên áo bào xanh xa lạ kia. Chỉ là, khí tức trên thân người trẻ tuổi này, rõ ràng chỉ có tu vi tông sư tầng 3 mà thôi, lại có thể nào là đối thủ của Liệt Dung Tranh? Ngay tại lúc đám người tiêu trọng doanh kinh nghi bất định, Tô Dịch mở miệng nói, "Cấu kết với Ma Vân Vương Thạch Lan Sơn, cướp đi chức vụ tộc trưởng của phụ thân ngươi, chính là tên kia." Tử Cận gật đầu nói, "Đúng vậy." Tô Dịch nghĩ chút, nói, "Là giết hết hay là bắt sống, nói cho ta biết quyết định của ngươi là được." Tử Cận nhất thời do dự, tiêu trọng doanh cùng các đại nhân vật bên người ở nơi xa dựa theo bối phận đều là trưởng bối của nàng trước kia khi phụ thân nàng làm tộc trưởng những người này đối với nàng cũng cực không tệ nhưng tàn khốc là cướp đoạt vị trí tộc trưởng của phụ thân nàng nhốt ông nội nàng tiêu thiên khuyết đả kích phụ thân nàng tộc nhân một nhánh này cũng là những người này điều này làm trong lòng nàng cũng vô cùng rối rắm ngay lúc này bên người tiêu trọng doanh một trung niên tóc xám đã nhịn không được cười lạnh người trẻ tuổi thật cuồng vọng người tính là cái gì cũng dám ở trước mặt chúng ta to mồm không biết ngượng người khác cũng đều cười lạnh giết hết hoặc là bắt sống lời nói kiểu này kiêu ngạo cỡ nào ồn ào tôi dịch liếc trung niên tóc xám kia một cái gập ngón tay bắn ra một luồng kiếm khí màu vàng lao lên ngang trời như tia chớp chém qua muốn chết trung niên tóc xám cũng là một vị nhân vật cảnh giới tông dư đặt ở cảnh nội bạch châu uy danh cũng không kém gì bùi vân độ khi một đạo kiếm khí này chém tới hắn quát một tiếng dữ tợn tung một cú đấm nhưng ở dưới ánh mắt kinh ngạc kinh hãi nhìn chăm chú của mọi người kiếm khí màu vàng kiên như không đâu không phá dễ dàng phá vỡ quyền thế của trung niên tóc xám chém rụng đầu hắn phóc cái đầu bay lên máu phun như suối thi thể không đầu ngã xuống đất rầm toàn trường yên tĩnh đám người tiêu trọng doanh đều cứng đờ càng người tay chân phát lạnh nhẹ nhàng bâng quơ một kiếm giết tông sư như giết gà chỉ là ai dám tin tưởng đây là ra từ tay một thiếu niên tông sư tầng ba còn chưa nghĩ ra sao ánh mắt tô dịch nhìn về phía tử cận cả người tử cận dùng mình một cái nói tô tiên sinh chỉ chém tiêu trọng doanh là được chờ cha cùng ông nội ta thoát vây do bọn họ đến xử trí người khác là được cũng được tô dịch gật gật đầu ngay lúc này bên người tiêu trọng doanh một ông lão mập mà phát ra tiếng kêu hoảng sợ nói ta biết rồi hắn hắn là tô dịch tô dịch một cái tên mà thôi thế mà lại như có ma lực khiến đám người tiêu trọng doanh đều như bị xét đánh cả người đều run run chỉ cảm thấy một cơn lạnh toát từ xương cột sống ngao thẳng lên thiên linh cái như rơi vào hồng băng sao là gã này lúc vừa rồi bọn họ còn đang nghị luận tin tức từ thập phương các truyền đến lúc ấy chưa có ai để ý những thứ này đều chờ xem kịch ai ngờ trò hay còn chưa trình diễn tô dịch người trẻ tuổi cực kỳ khủng bố này lại đã xếp đến trước mặt bọn họ điều này hoàn toàn dọa các đại nhân vật này của tiêu gia làm bọn họ đều ngây dại không phải nói ma vân vương thạch lan sơn đã sớm chuẩn bị tốt tất cả chỉ chờ tô dịch đến liền sẽ cho hắn đả kích chí mạng. Sao tô dịch này lại chạy tới tiêu gia bọn họ trước? Ngươi, ngươi thật là tô dịch. Tiêu trọng doanh như vẫn không dám tin, trợn tròn mắt. Trên đời này, người nào không sợ chết dám giả mạo tô công tử. Mùi vân độ cười lạnh mở miệng. Ra tay, mau ra tay. Nếu không, hết thảy chúng ta phải bị thanh toán, mau. Tiêu trọng doanh như sụp đổ, lớn tiếng thét dài. Nhưng xấu hổ là, giờ khắc này, các đại nhân vật kia bên cạnh hắn lại đều trần chờ, không có một ai dám động thủ. Người có tên, cây có bóng, mạnh như lữ đông lưu nhân và trường lão tiềm long kiếm tông cỡ đó cũng không địch lại tô dịch bọn họ ai còn dám ra tay nếu thực đi ra tay lại có gì khác với trứng trọi đá các ngươi tiêu trọng doanh kinh ngạc giận dữ cũng thiếu chút nợ điên mất một đoạn thời gian gần đây hắn nắm giữ quyền lớn tiêu ra có thể nói là muốn gió được gió muốn mưa được mưa một tiếng hiệu lệnh không ai dám không theo nhưng bây giờ hắn chợt phát hiện ở trước mặt uy thế của tô dịch quyền lớn tộc trưởng của mình quả thực như thùng rỗng kêu to Phóc. Tô Dịch ra tay, một đạo kiếm khí ngang trời, chém bay đầu Tiêu Trọng Doanh. Vị đại trưởng lão Tiêu gia này, trước khi chết cũng mang theo ngơ ngẩn cùng không cam lòng nồng đậm. Toàn trường tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Tâm tình mọi người sôi trào, quyền bính ngập trời lại như thế nào? Đối mặt thực lực thật sự, cũng không ngăn được uy lực một kiếm. Trong lao ngục âm u ẩm ướt, Tiêu Thiên khuyết nhìn Tử Cận vội vàng mà đến, khó có thể tin nói, nha đầu, sao cháu lại tới đây? Ông, cháu là tới đón ngài đi ra ngoài. Tử cận kích động nói. Khi nhìn thấy bộ dáng gầy gò, tiêu tụy không chịu nổi đó của tiêu thiên khuyết, nàng không khỏi đau lòng, vội bước lên phía trước, đỡ tiêu thiên khuyết dậy. Đón ta đi ra ngoài. Tiêu thiên khuyết kinh ngạc, tiêu trọng doanh có lòng tốt như vậy. Tử cận hít sâu một hơi, cười nói, ông, tiêu trọng doanh đã chết. Cái gì? Tiêu thiên khuyết mở to mắt, nha đầu, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ông, chúng ta rời khỏi nơi này trước rồi nói tiếp. Nói xong, tử cận đã đỡ tiêu thiên khuyết đi ra khỏi lao ngục. Không bao lâu, một đám tộc nhân tiêu thị bọn Tiêu Hoành Thu bị nhốt lại, đều từ trong lao ngục giải thoát, lại thấy ánh mặt trời. Khi đến ngâm phong lâu, đám người Tiêu Thiên Khuyết, Tiêu Hoành Thu liền nhìn thấy, một đám đại nhân vật của tông tộc vốn tùy tùng ở bên người đại trưởng lão Tiêu Trọng Doanh, lúc này đều quỳ ở trên mặt đất, bạn đang xem kiếm đạo đệ nhất tiên được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. Trước một cái bàn, một thiếu niên áo bào xanh ngồi ở nơi đó, vừa uống trà, vừa ngắm nhìn phong cảnh hồ nước xa xa, dáng vẻ nhàn nhã. Mùi Vân Độ đứng ở một bên, cười ha ha rót trà giúp hắn. Thấy một màn như vậy, tiêu hoành thu không khỏi ngần ngơ, nghi hoặc nói, tử cận, vị này là. Đâu chỉ hắn, các tộc nhân tiêu gia vừa thoát vây cũng đều vẻ mặt kinh ngạc, một màn trước mắt này, thật sự là quá kỳ quái. Không đợi tử cận mở miệng, chỉ thấy tiêu thiên khuyết đã như bừng tình đại ngộ, kích động tiến lên, ôm quyền chào tiêu mỗ ra mắt tô tiên sinh. Hắn hoàn toàn rõ, cái chết của tiêu trọng doanh, cùng với những kẻ quỷ dưới đất kia, đều là ra từ tay tô dịch. Tiêu lão, Tô Dịch thu hồi ánh mắt, đứng dậy, mang chút cảm khái nói: Ta không ngờ người sẽ bởi vì chuyện của ta, không tức đi đứng ở mặt đối lập ngọc kinh thành Tô gia. Tiêu Thiên quyết lộ ra một tơ hổ thẹn, cười khổ nói: tim cuối cùng vẫn là chưa thể giúp được Tô Tiên Sinh. Tô Tiên Sinh. Lúc này Tiêu Hoành Thu cũng như chợt phản ứng lại, thất thanh nói: Tử cận, vị này chẳng lẽ chính là vị Tô Dịch Tô Tiên Sinh kia từng cứu ông nội con một mạng, càng giúp Tiêu gia chúng ta tù sửa bí pháp tổ truyền Kim Lan Quyết? Tử cận cười gật đầu, đúng vậy lời này vừa nói ra các đại nhân vật tiêu gia vừa thoát vây tất cả được phản ứng lại đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc rung động thì ra thiếu niên áo bảo xanh này là tô dịch một ngày này tô dịch vào thành bạch châu lật tay dẹp yên nội họa của lan lăng tiêu thị đám người tiêu thiên khuyết bởi vậy thoát vây nắm giữ lại quyền bình tông tộc cùng ngày cách thành bạch châu 30 mươi dặm tọa lạc một quân doanh rộng lớn quy mô thật lớn ma vân quân một mũi đại quân dũng mãnh dưới trướng ma vân vương thạch lan sơn quanh năm trấn thủ bạch châu bảo vệ vùng đất kinh đô này báo một thám báo vội vàng lao vào quân doanh tới trong một tòa đại điện đá tảng rộng lớn nằm ở chính giữa khởi bẩm đại nhân thành bạch châu truyền đến tin tức tô dịch ở nửa canh giờ trước đã tiến vào lan lang tiêu thị trong đại điện lư hương lượn lờ thảm đỏ trải đất mà vân vương thạch lan sơn đang nói chuyện với một thanh niên mặc phong hòa đạo vào nghe vậy mắt thạch lan sơn sáng ngời nói tô dịch xuất hiện rồi chuyện tốt nha hắn vui vẻ hiện ra mặt phân phó thám báo phân phó xuống theo dõi chặt tung tích kẻ này cho bổn vương Rõ. Thám báo nhận lệnh vội vàng mà đi. Ánh mắt Thạch Lan Sơn nhìn về phía thanh niên phong hòa đạo bào, cười nói, du công tử, quả nhiên không ngoài dữ liệu, tô dịch kẻ này đã tới thành Bạch Châu. Thanh niên được gọi là du công tử cười cười, nói, trước mắt mà nói, tuy không thể xác định đám người tiềm long kiếm tông nữ đông lưu, rốt cuộc là bị kẻ này giết chết hay không, nhưng không thể nghi ngờ là tô dịch kẻ này quả thực đã có được năng lực tiêu diệt tiên thiên võ tông, phương gia chưa có sơ ý. Hắn bộ dáng tuấn tú, một đôi mắt hơi sách, khóe môi khẽ nhếch, khí chất lười biếng tùy ý. Nhưng chính là đối mặt một thanh niên như vậy, trên mặt Thạch Lan Sơn lại mang theo một tia kính ngưỡng như có như không, chắp tay nói, lần này có thể bắt được tô dịch kẻ này hay không, còn cần dựa vào du công tử mới được. Du công tử cười lắc đầu, ta chỉ là một kẻ chạy chân, tiêu diệt tô dịch chuyện này, chỉ có thể do vị sư thúc kia của ta tự mình ra tay. Dừng một chút, hắn cười tự diễu, không thể không nói, tin tức thập phương các chuyển đến quá mức dọa người, đổi là ta ra tay, dù liều mạng, có lẽ cũng không chắc có thể bắt được tô dịch thạch lan sơn vội vàng nói du công tử quá khiêm tốn rồi ở đại chu này có lẽ không bao nhiêu người biết uy danh của du công tử nhưng ở cảnh nội đại tần ai có thể không biết du công tử chính là chân truyền đệ tử nổi tiếng nhất trong một thế hệ trẻ của huyền nguyệt quan trên vẻ mà thắn tràn đầy kính nể tán thưởng nói huống chi công tử còn là một trong đại tần bát tú được coi là hạt giống tu hành trời sinh theo thạch mỗ biết nếu không phải ngài vì truy cầu con đường nguyên đạo càng thêm cường đại sớm ở ba năm trước đã có được cơ hội trở thành lục địa thần tiên so sánh với ngài, tô dịch hắn, a à, cũng chỉ là tên khốn kiếp đại nghịch bất đạo mà thôi. Đoạn lời này khiến trên khuôn mặt du công tử hiện lên một tia tự đắc. Ngoài miệng hắn thì thở dài, vương ra, ngươi cũng không thể làm ta tổn thọ, tô dịch kia, cũng không có không chịu nổi như ngươi nói. Thạch Lan Sơn nghiêm túc nói, quả thật, tô dịch cực kỳ không tồi, nhưng hắn một người sắp chết, đâu có thể nào có tư cách so sánh với công tử. Du công tử cười cười, thản nhiên nói, được rồi, chớ chút thuốc mê cho ta nữa, dù tinh lâm ta có mấy cân mấy lượng, bản thân rõ ràng nhất. Dừng một chút, hắn thản nhiên nói, về phần Tô Dịch, hắn nếu là không đủ mạnh, bác nào đến mức mời ta và sư thúc cùng nhau tự mình đến đại trung này một chuyến. Ý ở ngoài lời chính là, nếu Tô Dịch không đủ mạnh, căn bản không đủ tư cách để hắn và sư thúc hắn tự mình ra tay. Thạch Lan Sơn hiểu ý cười. Hắn biết rõ, bác của vị du công tử này, đó là tứ phu nhân du thanh chi của Tô Hoàng Lễ gia chủ Ngọc Kinh thành Tô gia. Chú ý lần này muốn ở cảnh nội Bạch Châu đối phó Tô Dịch, cũng ra từ tay tứ phu nhân du thanh chi vương gia tô dịch đã hiện ra tung tích ta đi gặp sư thúc một lần trước về phần khi nào ra tay thì phải xem ý tứ vương gia du tinh lâm vươn người đứng dậy thạch lan sơn vội vàng đứng dậy tiễn một góc của quân doanh trước một tòa đại điện đơn giản sạch sẽ du tinh lâm sửa sang lại quần áo hơi chấp tay vái nói sư thúc đệ tử du tinh lâm có việc bái kiến trong sảnh truyền ra một thanh âm thuần hậu người đứa nhỏ này nói với ngươi bao nhiêu lần rồi khi xuống núi du lịch chớ khách khí như vậy mau vào đi vâng du tinh lâm lúc này mới cất bước đi vào sảnh trong sảnh một đạo sĩ trung niên mặc đạo bào màu xanh đen búi tóc tròng dâu bay bay ngồi khoanh chân trước người hắn đặt ngang một thanh tùng văn kiếm kiếm dài chỉ hai thước rộng bằng hai ngón tay trên thân kiếm trong vắt dâng trào những tiêu phủ lục hoa văn như tranh thủy mặc tràn ngập phong cách cổ ở lúc du tinh lâm tiến vào đạo sĩ trung niên đang cầm một khối huyết tủy linh ngọc chất lượng thượng thừa từng chút một mài tùng văn kiếm trước người đây là uy kiếm cho kiếm ăn một loại bí thuật dưỡng kiếm độc đáo quy nguyên kiếm của sư thúc linh tính càng ngày càng kinh người dù tinh lâm cười khen một câu dưỡng kiếm chi đạo đã phải lợi dụng ngoại vật để tầm bổ chất của nó cũng cần tu sĩ chúng ta lấy một thân tinh khí thần dự trữ nuôi dưỡng thần của nó như thế mới có thể ngự kiếm từ tâm như sử dụng cánh tay đạo sĩ trung niên mỉm cười bàn tay vung lên keng một tiếng tùng văn kiếm kia hóa thành một đạo linh quang rơi vào trong túi kiếm sau lưng hắn nói đi ngươi vì việc gì mà đến đạo sĩ trung niên hỏi Dù tinh lâm chắp tay nói vừa rồi mà vân vương thạch lan sơn nhận được tin tức tô dịch kia đã xuất hiện trong thành bạch châu đạo sĩ trung niên gật gật đầu phút sâu nói ta trái lại thực sự muốn gặp kẻ này một lần dù tinh lâm cười nói tô dịch này có thể vào pháp nhãn sư thúc dù chết cũng có thể mỉm cười dưới suối vàng đạo sĩ trung niên lắc đầu nói ta lại không phải bức thiết muốn giết hắn mà là tương đối tò mò đối với một số việc trên người hắn mà thôi sư thúc chẳng lẽ nhìn ra cái gì dù tinh lâm như có chút suy nghĩ hơi trầm ngâm đạo sĩ trung niên nói nhìn từ tin tức thập phương các chuyển đến nếu không có gì bất ngờ kẻ này hẳn là một kẻ đáng thương bị tu sĩ dị dưới đoạt xá chỉ sợ thần hồn hắn đã sớm bị cán mướt về phần như ta dự liệu hay không khi nhìn thấy hắn lấy dám hồn kính soi một lần liền biết dừng một chút ánh mắt hắn có chút nóng rực nói nếu hắn thực bị đoạt xá bắt giữ hắn có lẽ liền có thể từ trong thể xác hắn đạt được một thần hồn thuộc về đại tu sĩ linh đạo dịch giới bằng thủ đoạn của huyền người quan chúng ta tôi có thể ép hỏi ra một ít truyền thừa pháp môn thần diệu vô cùng dù Tinh Lâm cũng rất động lòng, nói, nếu như thế, cũng không uổng công chúng ta tự mình đến Đại Chu này một chuyến. Đạo sĩ Trung Niên nói, thật ra, lần này đến Đại Chu, trừ muốn chém giết tô dịch kẻ này, còn có một sự kiện khác cũng cực kỳ quan trọng. Dù Tinh Lâm ngẩn ra, chuyện gì? Trước đó không lâu, một đám Phật tu thượng lâm tự đến cảnh nội Đại Chu này, tiến vào bảo sát yêu sơn, nghi là muốn dành một hồi tạo hóa lớn. Ánh mắt đạo sĩ Trung Niên thâm trầm, người cũng biết, những năm gần đây, thượng lâm tự nắm giữ không ít bí ẩn có liên quan dị giới bọn họ chuyến này nu đồ chỉ sợ cũng có liên quan với cơ duyên dị giới trong lòng du tinh lâm chấn động đột nhiên nhớ tới một sự kiện nói lúc trước tin tức của thập phương các nói tô dịch này thời điểm hôm trước đã từng tiến vào bảo sát yêu sơn nhưng tượng như hắn cũng chưa gặp đám phật tu kia của thượng lâm tự đạo sĩ trung niên nói đây cũng chính là điều khiến ta khó hiểu chưa lần này gặp được tô dịch kia hỏi một câu liền biết nói đến đây ánh mắt hắn nhìn về phía du tinh lâm cười nói chờ bắt được tô dịch này ta tạm thời tha hắn không chết giao cho ngươi tới làm đá mài đao chém giết với đối thủ như vậy đủ để ngươi kích phát tiềm năng một hơi mang tiền thiên chi khí của bản thân rèn luyện đến trình độ thượng nhất phẩm nếu như vậy khi bước vào con đường nguyên đạo liền có thể xây dựng thành đạo cơ ích cốc quan trọng trên mặt du tinh lâm lộ ra một tia kích động nghiêm nghị hành lễ nói en bồi dưỡng của sư thúc tinh lâm suốt đời không quên đạo sĩ trung niên cười lắc đầu người đứa nhỏ này nói với ngươi bao nhiêu lần rồi ngươi với ta không cần khách khí đang lúc nói chuyện với nhau ma vân vương thạch lan sơn vội vàng đến bái kiến thạch lan sơn nghiêm nghị ôm quyền trầm giọng mở miệng nói lê tiên trường du công tử thạch mỗ vừa mới nhận được tin tức của thám báo tô dịch kia vừa rồi đã rời khỏi lan lăng tiêu thị trực tiếp ra khỏi thành xem phương hướng của hắn tự như là đi về phía chúng ta bên này du tinh lâm trượt cảm thấy bất ngờ kinh ngạc nói kẻ này chẳng lẽ là muốn tới đối, đối phó ngươi thạch lan sơn gật gật đầu đoạn thời gian trước ta từng ra tay giúp lan lăng tiêu thị đại trưởng lã tiêu trọng doanh một việc lớn có lẽ chính bởi việc này khiến tu dịch coi ta là địch hắn nói mơ hồ không rõ nhưng du tinh lâm và đạo sĩ trung niên cũng lời hỏi tới cùng phân tranh trong thế tục mà thôi bọn họ không đặt vào trong mắt ta vốn muốn gặp kẻ này một lần nào ngờ kẻ này đã trực tiếp đến nơi đây như thế rất tốt cũng đỡ cho ta tự mình đi một chuyến đạo sĩ trung niên vớt râu mà cười hắn thanh âm ôn thuần thong dong bình thản tỏ ra vô cùng thong dong ha ha cái này gọi là chu đầu vô lưới du tinh lâm như cảm khái nói ta từng nghe sư tôn nói tâm tính kẻ đoạt xá hãy còn giữ lại bản tính cùng tính tình của bản tôn càng là loại người này càng không để lực lượng trong thế tục vào mắt tự cho là có thể hoành hành không kiêng kỵ không mang bất luận kẻ nào đặt ở trong mắt nhìn xem hành vi của tô dịch kẻ này đó là như thế đáng tiếc hắn lần này sợ là căn bản không thể ngờ được lần này có lê sư thúc tọa trấn ở đây đạo sĩ trung niên mỉm cười nói tinh lâm nói cũng không sai nhưng lúc đối phó kẻ đoạt xá cũng không thể sơ ý nhân vật như bực này thường thường nắm giữ con bài chưa lật không muốn ai biết phải đề phòng kẻ đoạt xá thạch lan sơn nghe tới đây không khỏi âm thầm cả kinh không nhịn được hỏi lê tiên trường tô dịch này thật là bị đoạt xá rồi đạo sĩ trung niên gật gật đầu rất có thể chính là như thế nếu không căn bản không thể giải thích vì sao một thiếu niên tông sư tầng ba có thể dễ dàng chém giết tiên thiên võ tông trách không được thạch lan sơn như giật mình nói rất nhiều năm trước tô dịch này còn chỉ là một đứa con vợ kế tô gia bị lạnh nhạt từng gặp không biết bao nhiêu chèn ép bản thân hắn cũng chưa biểu hiện ra bất cứ chỗ nào đặc thù nhưng từ mấy tháng trước kẻ này lại như biến thành một người khác không chỉ tu vi tăng mạnh ngay cả chiến lược cũng trở nên đáng sợ cực điểm thì ra hắn lại rất có thể đã bị đoạt xá cái này gọi là việc xảy ra khác thường tất có yêu dị giọng điệu du tinh lâm lạnh nhạt vương gia không cần lo lắng tô dịch kia nếu đến thì mở cửa doanh địa để hắn tiến vào là được trong lòng thạch lan sơn phấn chấn nói, như ngài mong muốn. Đạo sĩ trung niên cười cười, rút ra quy nguyên kiếm trong túi kiếm sau lưng, đặt ngang trước đầu gối, lấy ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, ánh mắt dịu dàng mà chuyên chú. Ông bạn già, lần này chém tô dịch, nhất định phải khao người hậu hĩnh. Hắn lẩm bẩm trong lòng. Tô tiên sinh, phía trước mười dặm, là Phất Vân Lĩnh rồi, mà Vân Vương Thạch Lan Sơn cùng đại quân dưới trướng hắn đóng quân ở một bên của Phất Vân Lĩnh. tiểu Thiên quyết chỉ vào nơi xa nói. Tô dịch từ một tiếng, chắp tay sau lưng, tự đi về phía trước. Phía trước, sau khi dẹp yên lan lăng tiêu thị nội loạn, Tô Dịch liền quyết định, nhân cơ hội này, thuận tay giải quyết ma vân vương thạch an sơn. Cái này đã là báo thủ cho bọn tiêu thiên khuyết, cũng là giúp làn lăng tiêu thị diệt trừ một cái tai họa ngầm. Bằng việc này, có lẽ liền đủ để chấn nhất thiên hạ đại chu, khiến những kẻ là địch với Tô Dịch hắn, không dám làm bậy đối với người bên cạnh hắn. Biết được tính toán của Tô Dịch, tiêu thiên khuyết không chút do dự chủ động xin đi giết giặc, muốn đích thân dẫn đường cho Tô Dịch. Tô Dịch không từ chối, bạn đang xem kiếm đạo đệ nhất tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Tô tiên sinh, dưới trướng ma vân vương Thạch Lan Sơn có ba vạn binh sĩ tinh nhuệ, trừ bản thân hắn, còn có hai phó tướng là tiên thiên võ tông, nhân vật tông sư khác, lại càng không ít hơn trong người. Nghĩ chút, tiêu thiên khuyết vẫn nhịn không được nói, chúng ta, cứ như vậy đi qua. Lão có chút lo lắng, dù sao chưa tận mắt thấy một màn tô dịch chém giết tiên thiên võ tông, lại vừa nghĩ đến uy thế ngập trời của ma vân vương Thạch Lan Sơn, khó tránh khỏi thấp thỏm lo âu. Đừng lo lắng, đợi tới nơi tiêu lão chỉ cần chờ ở xa xa là được tô dịch thuận miệng nói thiên quân vạn mã trong thế tục cũng không chặn được một kiếm chống trời của tu sĩ huống chi đối với tô dịch bây giờ mà nói đừng nói là nhân vật tông sư dù là tiên thiên võ tông cũng cực ít ai có thể lọt vào pháp nhãn hắn tiêu thiên khuyết hít sâu một hơi gật gật đầu rất nhanh phất vân lĩnh đã trong tầm mắt chỉ thấy một dãy núi lượn lờ ở trong mây trắng quay quanh ở trên đại địa màu núi xanh thẳm trời quang mây tạnh một bên của dãy núi là một cánh đồng hoang dã rộng lớn một tòa quân doanh quy mô rất lớn đứng sừng sững trong đó dựng phong hòa đài trạm gác lầu canh cung điện vân vân các loại kiến trúc xa xa nhìn trên đất trống của quân doanh sát khí lạnh lẽo thiết huyết giống như khói báo động lao thẳng lên trời lúc này cửa chính quân doanh mở rộng hai bên đường rộng rãi đều có một loạt binh lính mặc trọng giáp tay cầm trường kích khí tức hung hãn đứng đó ô ô ô khi bóng người tô dịch và tiêu thiên quyết xuất hiện ở nơi cực xa một đợt tiếng kèn vang vẳng chợt vang lên âm um, âm um, âm um. trong quân doanh hơn vạn đại quân mặc áo giáp cầm binh khí hóa thành trận hình nghiêm ngặt chỉ là khí huyết trên người chi đại quân này tỏa ra hội tụ cùng một chỗ lộ ra ở trên không đám mây màu máu như khói báo động đang bốc lên cảnh tượng làm người ta sợ hãi tô tiên sinh mà vân vương tự như sớm dự đoán được chúng ta sẽ đến tiểu thiên quyết vẻ mặt ngưng trọng đối với hắn nhân vật tông sư trong thế tục bực này mà nói xa xa nhìn thấy một màn sắt khí lạnh lẽo áp lực như vậy trong lòng cũng khó tránh khỏi áp lực nặng nề. Như vậy chẳng phải là càng tốt, tiêu lão, ngươi cứ ở lại phụ cận chờ đợi là được, ta tới kiến thức một chút thủ đoạn của ma vân vương này. Tô dịch nói xong, tự bước về phía trước. Hắn áo bảo xanh, dáng vẻ xuất trần, chắp tay sau lưng tiến lên, giống như sân vắng, phòng thái cỡ đó, khiến sự áp lực cùng trầm trọng trong lòng tiêu thiên khuyết không hiểu sao giảm bớt đi rất nhiều. Tô tiên sinh, lão hủ chờ ngài khải hoàn. Tiêu thiên khuyết nghiêm nghị chắp tay. Lão biết, mình nếu theo sao, không những không giúp được gì, ngược lại sẽ trở thành trói buộc cho tô dịch. Tô dịch cũng không quay đầu lại phất phất tay. Trước cửa chính doanh địa, một đám sĩ tốt hung hãn ánh mắt đồng loạt nhìn qua, ánh mắt tập trung ở trên bóng người tô dịch. Mỗi người giống như hung thần, ác sát. Uy thế sát khí lạnh lẽo không phát thành tiếng đó, đồng loạt đè ở trên thân một người, đổi làm võ giả bình thường, sợ là sớm bị dọa mất hết can đảm, thấp thỏm lo âu. Nhưng tô dịch lại như hoàn toàn không cảm thấy, thẳng đến lúc đến trước doanh địa, hắn dừng bước ở đó, mở miệng nói, mà vân vương thạch lan sơ ở đâu tiếng như rồng gầm vang vọng thiên địa ầm ầm khuếch tán ra nhất thời một đám sĩ tốt hung hãn mặc áo giáp cầm binh khí kia đều đau đớn màng tai khí huyết bốc lên trước mắt nổ đom đóm đột nhiên biến sắc dẫn tới đội hình sát khí lạnh lẽo nghiêm ngặt kia cũng xuất hiện một trận rối loạn ha 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 một tiếng cười to hào sảng vang vọng chỉ thấy trong doanh địa một nam tử cao gầy xài bước đi tới hắn đầu đội mũ cao mặc áo mãng bào màu tím làn da màu đồng cổ sắc mặt lạnh lùng cương nghị một đôi mắt khi chớp mở có ánh sáng lạnh lẽo lóe lên chấn động hồn phách chính là ma vân vương thạch lan sơn một trong chín vị vương họ khác trong thiên hạ tồn tại tiên thiên võ tông danh chấn đại chu phía sau thạch lan sơn một đám nhân vật tướng lĩnh khí tức mạnh mẽ đi theo có nam có nữ mạnh có tu vi tiên thiên võ tông yếu cũng ở trong cảnh giới tông sư lúc này bọn họ đông nghịt ùa đến như các ngôi sao quay quanh mặt trăng làm nền cho uy thế của thạch lan sơn càng thêm bất phàm thẳng đến lúc tới trước cửa chính doanh địa thạch lan sơn dừng bước ánh mắt như điện xa xa đặt ở trên người tô dịch đánh giá một chút liền cười nói tam thiếu gia đại giá quang lâm thực sự khiến thạch mỗ vừa kinh ngạc vừa mừng chỉ là không biết tam thiếu gia lần này đến là vì chuyện gì hắn dáng vẻ uy nghiêm ngạo nghễ khí thế cực kỳ bức người tô dịch liếc thạch lan sơn một cái thản nhiên nói tô mỗi lần này đến chỉ là một chuyện lấy cái đầu trên cổ ngươi để dọa những kẻ xấu trong thiên hạ Thạch Lan Sơn nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm như tiếng sấm cuồn cuộn, Tam thiếu gia nói chuyện sảng khoái, Thạch Mỗ cũng không che giấu lấp liếm, muốn lấy đầu của Thạch Mỗ, có thể, Thạch Mỗ chỉ hỏi một câu, Tam thiếu gia có dám đến trong trận gây đại quân này của ta chiến một trận hay không? Thiên hạ này còn chưa có nơi Tô Mỗ không dám đi. Tô Dịch nhẹ nhàng mở miệng, Thạch Lan Sơn vung tay, quát, đánh trống, mời Tam thiếu gia. Thùng, thùng, thùng. Trên lầu canh trong quân doanh, từng cái trống trận thật lớn được đánh, thanh âm như tiếng sấm cuồn cuộn trên chín tầng trời vang vọng trong thiên địa hơn vạn đại quân trong quân doanh trấn thủ kia cũng theo đó như thủy triều chấn động thiết giáp âm trầm ánh sáng lạnh lẽo nhấp nháy nhầm ra một con đường đi thông chỗ sâu trong quân doanh thạch lan sơn làm ra một cái động tác mới nói mời dưới ánh mắt của mọi người ở đây nhìn chăm chú tô dịch không có bất cứ sự do dự nào cất bước tiến lên vẻ mặt lạnh nhạt như vào chỗ không người thân thái bình thản ung dung đó khiến con người thạch lan sơn cũng không tránh được co lại ý thức được chỉ bằng vào uy thế đại quân, căn bản không dọa được tô dịch nhân vật cường đại bực này. Hắn không tiến hành thử nữa, ở phía trước dẫn đường. Tô tiên sinh, nhất định phải cẩn thận nha. Xa xa nhìn một màn này, tiêu thiên khuyết không khỏi nắm chặt hai tay. Trung ương doanh địa, có một đài đấu võ thật lớn, phạm vi chừng trăm trượng, lấy huyền sát tinh cương cứng rắn núc thành, đen gì chắc chắn. Xa xa liền nhìn thấy, trước đài đấu võ kia có bóng người đứng đó. Một thanh niên tuấn tú hiên ngang, mặc phong hòa đạo bào, một đạo sĩ trung niên lưng đeo túi kiếm mặc đạo bảo màu xanh đen tròm dâu bay bay ánh mắt tô dịch đảo qua trực tiếp bỏ qua thanh niên tuấn tú kia hơi dừng một chút ở trên người đạo sĩ trung niên liền thu hồi ánh mắt cùng lúc đó chỉ thấy thạch lan sơn vội vàng tiến lên nghiêm nghị chắp tay nói lê tiên trưởng du công tử tô dịch đến rồi du tinh lâm gật gật đầu nói vương gia có thể lui xuống trước nơi này giao cho ta cùng sư thúc là được thạch lan sơn nhận lệnh lui xuống khi ánh mắt lại nhìn về phía tô dịch liền như nhìn một người chết tràn ngập chiêu tức cùng thương hại cái này cũng thật sự gọi là chui đầu vô lưới oán được ai du tinh lâm nhìn tô dịch mỉm cười chắp tay nói ta tên du tinh lâm đến từ đại tần huyền nguyệt quan bên người là sư thúc ta lê sương ninh đạo sĩ trung niên bình thản cười cười hướng tô dịch chắp tay nói lấy mẫu ra mắt tô đạo hữu ánh mắt tô dịch tỏa ra bốn phía lúc này mới nhìn về phía đạo sĩ trung niên lê sương ninh vẻ mặt bình thản nói các ngươi đây là muốn ra mặt thay thạch lan sơn lê sương ninh cười ấm áp thanh âm thuần hậu, không, hai chúng ta lần này vốn là vì tô công tử mà đến, chỉ là không ngờ, tô công tử thế mà tự mình tìm tới cửa, tất cả cái này, khiến Lê Mỗ nhớ tới một câu. Câu gì? Tô dịch khẽ nhíu mày. Lê Sương Ninh vốt dâu mà cười, nói, trong cõi hư vô tự có trời đỉnh sẵn. Trong cõi hư vô tự có trời đỉnh sẵn. Nhìn Lê Sương Ninh đối diện nói nói cười cười, tô dịch cũng nhịn không được nở nụ cười. Tu sĩ ít ít cốc cảnh nho nhỏ, còn xa không đủ tư cách đi nghiên cứu chu thiên đạo tác, cũng xứng nói tới ba chữ trời đình sẵn. Cái này nếu đặt ở đại hoang cửu châu, nhất định làm trò cười cho người trong nghề. Tô dịch cũng lời đáp lời, ánh mắt nhìn về phía đài đấu võ cách đó không xa, nói thẳng, các người quyết định động thủ ở đây. Lê Sư Ninh mỉm cười nói, đạo hữu chớ hoàng, trước khi luận bàn, Lê Mỗ có một chuyện thỉnh giáo. Tô dịch nói, nói. Lê Sư Ninh nghĩ chút, mắt nhìn chằm chằm tô dịch, nói, nghe nói đạo hữu mới từ sâu trong bảo sát yêu sơn quay về, không biết có từng nhìn thấy Phật tu đại tần thượng lâm tự hay không. Tô Dịch nói, "Ra mắt." Lê Sương Ninh nhào mắt lại, nói, "Nói như vậy, bọn họ bây giờ còn ở sâu trong Bảo sát Yêu Sơn." "Không sai." Tô Dịch gật đầu, người ít mà ý nhiều, nhưng đều đã là người chết. Lê Sương Ninh ngẩn ra, kinh ngạc nói, "Chết rồi, đạo hữu có thể nói chi tiết hay không?" Tô Dịch chỉ chỉ đài đấu võ, nói, "Đánh bại ta, muốn biết cái gì nói hết cho ngươi, nếu ngươi chết rồi, biết nhiều như vậy cũng vô dụng." "A." À, dù Tinh Lâm ở bên cười lên, "Tôi công tử, ngươi vội chịu chết như vậy sao tô dịch không để ý tới trực tiếp bỏ qua loại tiểu nhân vật này khiêu khích thực sự khiến hắn không nhấc lên nổi hứng thú đợi lát nữa trực tiếp giết là được ánh mắt hắn nhìn về phía lê sương ninh nói người cho rằng thế nào mắt thấy mình bị mặc kệ trong ánh mắt du tinh lâm hiện lên một mảng lạnh lùng vừa muốn nói gì đã bị lê sương ninh ngăn lại nói chớ hoảng sau đó hắn lật tay lấy ra một cái gương đồng xanh khắc hoa văn kỳ dị cười hỏi tô dịch đạo hữu nhận ra vật này hay không vật giám hồn Tô Dịch nói, "Đạo hữu hảo nhãn lực, bảo vật này chính là giám hồn kính." Lê Sương Ninh tán thưởng, sau đó ánh mắt nổi lên một tia lạ, "Vậy không biết đạo hữu dám để lê mộ lấy bảo vật này đánh giá thần hồn hay không?" Tô Dịch như mày nói, "Ngươi hoài nghi ta bị đoạt xá." Ánh mắt Lê Sương Ninh thâm trầm, ý vị sâu xa nói, "Rốt cuộc có phải hay không? Kiểm tra một chút không phải vừa xem hiểu ngay." Nói xong, hắn trượt nâng tay, đầu ngón tay không biết khi nào đã ép rách, trào ra một giọt máu tươi, trực tiếp cắt ở trên giám hồn kính kia. "Ông giám hồn kính nhất thời toát ra hào quang màu đen quỷ dị, giống như lốc xoáy bốc lên chiếu về phía tô dịch. một cái trước mắt này, mắt lê Sương ninh và du tinh lâm đều đồng loạt chăm chú vào trên người tô dịch, mắt không chớp, không chịu bỏ qua bất cứ một cái chi tiết nào. tô dịch thản nhiên đứng ở nơi đó, không chút nhúc nhích, chỉ là trong tích tắc, ầm, giám hồn kính lưu chuyển hào quang màu đen kia lại đột ngột nổ tung, hóa thành mảnh vụn bắn tung tóe. cái này, lê Sương ninh cả kinh, có chút kinh ngạc, đây là tình huống gì vậy? Chỉ thấy Tô Dịch khinh thường nói, bảo vật như vậy, không khỏi cũng quá không chịu nổi, cần Tô mỗ dạy ngươi dám hồn thuật thật sự hay không. Lời nói lộ ra sự trào phúng đồng đậm, ngươi dám phá hư bảo vật của sư thúc ta. Sắc mặt Du Tinh Lâm trầm xuống. Tô Dịch quay người đi lên đài đấu võ kia, ở cao nhìn xuống nói, đừng nói lời thừa nữa, muốn chết thì đi lên chiến một trận. Du Tinh Lâm lạnh nhạt nói, sư thúc, xin cho ta đi giáo huấn kẻ này một chút trước. Dám hồn kính bị hủy, đã khiến Lê Sư Ninh đau thịt không thôi, nghe vậy, hắn hít sâu một hơi nói, cũng được, ngươi đi luận bàn với hắn một phen cũng tốt, nếu có thể mượn đá mài đao này mà luyện ra tiên thiên chi khí thượng nhất phẩm, không còn gì tốt hơn. Dù tinh lâm tung người bay lên, bay vút đến trên đài đấu võ, xa xa rằng co với tô dịch. Nhất thời, ánh mắt ma vân vương thạch lan sơn, cùng với hơn vạn sĩ tốt trong quân doanh nơi xa đều đồng loạt nhìn qua, vẻ mặt mang theo trở mong. Chớ sơ ý, Lê Sương Ninh dặn dò một tiếng, dù tinh lâm mỉm cười, nói, chim ưng vổ thỏ, cũng cần toàn lực, sư thúc yên tâm là được keng đầu ngón tay hắn lướt ở bên hông một thanh trường kiếm màu đỏ lướt ra thân kiếm trong suốt lấp lánh như hoàng ngọc có những vòng ánh lửa như gợn sóng lưu chuyển, tràn đầy linh tính kiếm này tên hỏa thước chính là sư tôn ta thương hoàng chân nhân tặng cho làm bạn ta tu hành đến nay đã có 8 năm thời gian chém 36 kẻ địch cùng cảnh giới săn giết yêu thú nhiều đã sớm vô số kể một kiếm trong tay khí thế du tinh lâm biến đổi áo bảo phần phật ánh mắt sắc bén hôm nay ta lấy kiếm này lấy đầu của ngươi âm uhm. thanh âm còn đang quanh quẩn toàn thân hắn dâng trào một vòng tiên thiên chi khí như lửa bóng người như thiêu đốt uy thế cũng lập tức kéo lên đến mức tận cùng bạn đang xem kiếm đạo đệ nhất tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim người như kiếm kiếm như thiêu nói nhảm cũng thật nhiều tô dịch cười khẩy một phen muốn chết trong mắt du tinh lầm loé lên sát khí tung người tiến lên như một tia chớp mà hỏa thức kiếm trong tay hắn trượt liên tục đâm hơn trăm lần giống như cùng phong mưa rào lại như tên nào bắn trụm trong tích tắc kiếm khí như ngọn lửa thiêu đốt đan sen bao phủ mấy chục trượng hư không mỗi một đạo kiếm khí đều trong suốt lấp lánh mang theo khí tức thiêu đốt tàn phá cuồng bạo vận dụng đối với lực lượng cỡ đó đã tới cảnh giới xuất thần nhập hóa so với thượng lâm tự hàng long đường trường lão kinh hà khi chưa bước vào cảnh giới lục địa thần tiên còn mạnh hơn một đoạn hay cho một chiêu hỏa kiếm phần bát phương lê sương ninh âm thầm gật đầu ở đại tần du tinh lâm không chỉ là chân truyền đệ tử số một của một thế hệ trẻ huyền nguyệt quan càng xếp trong đại tần bát tú chưa coi là kỳ tài tu hành đích thực trước mắt hắn vừa ra tay đã triển lộ ra thực lực thật sự của hắn thật mạnh nơi xa thạch lan sơn hít sâu một hơi hắn cũng là tiên thiên võ tông tự nhiên liếc một cái nhìn ra uy năng một kiếm này của du tinh lâm nghiễm nhiên đã tới một loại trình độ không thể tưởng tượng xa không phải hắn tiên thiên võ tông trong thế tục bực này có thể so sánh mà ở trong mắt sĩ tốt ma vân quân kia một kiếm này của du tinh lâm đã hoàn toàn vượt qua phạm chủ bọn họ có khả năng lý giải đều không khỏi cảm thấy rung động cùng kinh diễm cấp bội lại thấy tô dịch tùy ý đứng không tạo thế gì ánh mắt nổi lên một tia hào quang như mỉa mai vua thằng đến mưa kiếm lửa đầy trời kia như tấm lưới lớn ngang trời mà tới hắn lúc này mới dựng ngón tay vạch một cái một đạo kiếm khí màu vàng ngang trời mà lên Âm! Uhm. trong tiếng nổ kinh thiên động địa mưa kiếm lửa đầy trời kia liền như gặp cơn bão tàn phá trực tiếp bị kiếm khí màu vàng nghiền nát tán loạn biến mất tô dịch ngươi thực cho rằng kiếm ý của ta đơn giản như vậy nhưng du tinh lâm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng ngửa mặt lên trời cười to chỉ thấy hỏa thức kiếm trong tay hắn chợt giơ lên ao ao mưa tia lửa đầy trời đột nhiên hiện ra nháy mắt lấy tô dịch làm trung tâm như vòng xoáy hội tụ đến từng đạo kiếm khí lửa trồng chất trong nháy mắt này giống như ngàn vạn cây cung mạnh nỏ cứng cùng bắn thành thế cỡ đó so với vừa rồi mạnh hơn ước chừng gấp đôi hay cho một cái thâu thiên hoán nhật lê sương ninh không khỏi vỗ tay tán thưởng ngay cả hắn cũng không ngờ du tinh lâm thế mà lại muốn nổi bật ở bề ngoài thi triển hòa kiếm phần bát phương thức ra ám độ trần thương mượn thế thi triển ra hỏa kiếm lãm phòng bạo một sát chiêu này phải không chỉ thấy bóng người cao gầy của tô dịch bỗng nhiên tiến lên trước một bước hai tay kéo một cái vỗ một cái ầm uhm. mưa kiếm lửa như cơn bão nhất thời như bị bàn tay to dẫn dắt trở xuất hiện một tia ngưng trệ ngay tại khoảnh khắc ngưng trệ này xuất hiện một bàn tay to ánh vàng rực rỡ từ trên trời giáng xuống nghiền áp mà xuống cứng rắn nghiền nát cơn bão mưa kiếm lửa kia sinh ra tiếng nổ vang phành 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 ánh sáng đầy trời tán loạn như thủy triều quy năng như bẻ gãy nghiền nát cỡ đó khiến toàn trường yên lặng cái này mí mắt thạch lan sơn hung hăng nhảy rừng trong lòng phát lạnh tô dịch này quả nhiên đáng sợ như trong người đồn nếu đổi là mình sợ là căn bản không ngăn được một đòn này nhưng hắn thế mà lại thoải mái hóa giải cái này sao có thể là lực lượng tông sư tầng 3 có thể nắm giữ cho dù không có dám hồn kính ta cũng dám khẳng định kẻ này nhất định là kẻ đoạt xá ánh mắt lê sương ninh loái lên lấy ra thủ đoạn áp đáy hòm của ngươi nếu không ta cũng không có tâm tư đùa giỡn với ngươi. Tô dịch lạnh nhạt mở miệng. Đùa giỡn? Dù tình lâm chỉ cảm thấy tôn nghiêm trong lòng giống như gặp trà đạp, sắc mặt cũng âm trầm xuống. Hắn vốn tưởng tô dịch không đến 20 tuổi, lại là tông sư tầng 3, dù có lực lượng kiếm giết tiên thiên võ tông, nhưng đối với mình tu hành giả thật sự cỡ này, cũng nhất định không đủ sức. Lại không ngờ tô dịch thế mà mạnh mẽ như vậy. Đây là chỗ đáng sợ của kẻ đoạt xá. Lên, lên, lên. Dù tình lâm trượt hít sâu một hơi, đạp bước hư không, liên tục vung kiếm vô số đạo kiếm khí lửa bắn ra, nháy mắt bao phủ bốn phương tám hướng tô dịch, như ở không trung bện ra một tấm lưới lớn ngọn lửa kiếm ý đan sen, rậm rạp, phong tỏa màng trời đất kia. Thiên hỏa võng kiếm, chiêu số tuyệt sát trong hỏa long kiếm kinh một trong bốn đại truyền thừa của Huyền Nguyệt Quan, một khi thi triển, được xưng thiên la địa võng, đốt trời diệt đất, khiến kẻ địch trốn không được, tránh không xong, là bá đạo đáng sợ nhất. Ở trong mắt người ngoài, trong nháy mắt này, tô dịch liền như con mồi rơi vào trong lưới trời lửa thiêu, tình cảnh hung hiểm, tràn ngập nguy cơ một màn đó thậm chí khiến người nơi xa xem cuộc chiến cũng sinh ra cảm giác tuyệt vọng không thể trốn tránh trong lòng áp lực tới cực điểm có thể nghĩ mà biết một kiếm này uy thế khủng bố cỡ nào trên thực tế một chiêu này chính là thủ đoạn áp đáy hòm du tinh lâm đắc ý nhất bằng vào chiêu này kiếm cho hắn không biết bao nhiêu tiếng hay cùng tán dương nhưng lúc này tô dịch lại lộ ra một tê thất vọng khẽ thở dài cũng chỉ có vậy thôi lời nói vừa vang lên chỉ thấy tô dịch vươn một bàn tay trong suốt lấp lánh sau đó chợt nắm chặt âm uhm một đạo kiếm khí màu vàng lao vút ra kiếm khí mênh mông kia trong suốt lấp lánh mang theo đạo vận huyền diệu khó lường mênh mông to lớn thanh thế vô lượng trong nháy mắt giống như một giải tinh hạ ánh vàng rực rỡ cuộn ngược lên phía trên đại địa muốn phá vỡ bầu trời đánh tan chu hư ở dưới lực lượng khủng bố cỡ đó xung phong kiếm khí lửa như thiên la địa võng nhất thời bị đánh sập chia năm xẻ bảy phiêu linh đầy trời ngoài sân tiếng kinh hô nổi lên bốn phía không biết bao nhiêu người vì thế hoảng sợ đây còn là võ đạo sao quả thực là tiên gia pháp thuật. Cái này. Sắc mặt du tinh lâm lúc này cũng rốt cuộc biến đổi hẳn. Tô dịch bước ra một bước, nháy mắt cách không cầm một đạo kiếm khí màu vàng mênh mông như tinh hà kia, lạnh nhạt mở miệng. Một kiếm này của ta, có thể chém bất cứ tiên thiên võ tông nào trong thiên hạ, về phần ngươi, cũng không ngoại lệ. Thanh âm còn đang quanh quẩn, chỉ thấy, tô dịch vung cánh tay, luồng không khí ẩm ẩm nổ tung, kiếm khí màu vàng mênh mông cuồn cuộn phá vỡ không gian, mang theo một đạo quang ảnh lấp lánh thật dài như thác, Đi ngang trời, giống như tinh hà màu vàng mênh mông cuồn cuộn hạ xuống, cột rửa nhân gian. Trời ạ." À! Thạch Lan Sơn cùng một đám sĩ tốt nơi xa đều hoảng hốt, trước mắt đau đớn. Một kiếm như tinh hà màu vàng chém xuống kia, giống như đến từ tay tiên nhân trên trời, mạnh đến mức làm bọn họ xa xa chỉ lướt một cái, đã sinh ra vô tận sợ hãi. Mà đối mặt một đòn đáng sợ bực này, sắc mặt Du Tinh Lâm ngưng trọng trước nay chưa từng có, trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt vô cùng. "Lên cho ta." Chân khí toàn thân hắn ngưng tụ, tay áo bào phồng lên, mái tóc dài phiêu tán, dựng thẳng lên từng sợi. Âm, um, âm, um, âm, um. chỉ thấy ở trước mặt hắn, trên không trượt toát ra 19 ngọn núi lửa, đều cao 10 trượng, dựng lên không trung, vắt ngang trước người. Hỏa kiếm hóa núi, cái này cũng chưa tính là xong, du tinh lâm giật xuống mặt dây ngọc treo trước cổ, hung hăng bóc vỡ. Âm, um. mặt dây ngọc nở rộ ra một tầng phù lục hoa văn màu xanh rực rỡ, hóa thành một màn hào quang màu xanh tròn trịa, bao phủ quanh thân hắn linh quang phun ra nuốt vào, ánh sáng bốc hơi, thành ất chân quang cháo. Nguyên đạo bí phủ sư tôn hắn thương hoàng chân nhân tự mình luyện, được phòng ngự kinh thế, tất cả lực lượng dưới nguyên đạo đều không cách nào lay động. Đến tận đây, trong lòng du tinh lâm mới hơi yên tâm. Chỉ là sắc mặt hắn lại rất âm trầm, phèn vẹn một kiếm, đã bức bách hắn đến mức dùng hết tất cả thủ đoạn, ngay cả thanh ất chân quang cháo thủ đoạn bảo mệnh bực này cũng thi triển ra. Cái này không thể nghi ngờ quá xỉ nhục. Hả? Sau đó, du tinh lâm đột nhiên biến sắc. Chỉ thấy, ầm, um, khi một kiếm như tinh hà màu vàng kia của tô dịch chém xuống, 19 ngọn núi lửa cao 10 trượng ngang trời mà lên, giống như điểm hỏa pháo đốt, từng tòa ầm ầm nổ tung, bị hoàn toàn nghiền nát. Mưa ánh sáng bay đầy trời, hư không hỗn loạn. Một màn cỡ đó khiến du Tinh lâm tay chân lạnh toát. Ngọn núi lửa kia chính là thuật phòng ngự hán đắc ý nhất, mỗi một ngọn núi đều có thể ngăn cản nhân vật cùng cảnh giới toàn lực công phạt, nhưng ở dưới kiếm khí không đâu không phá kia của tô dịch, thế mà giống như tờ giấy, bị dễ dàng phá vỡ mà kiếm khí màu vàng kia dư thế không giảm, lấy thế mênh mông vô lượng trực tiếp chém ở trên thanh ất chân quang cháo kia. Ầm. Uhm. bạn đang xem kiếm đạo đệ nhất tiên được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. Trong vòng 3 mét quanh Du Tinh Lâm, bị linh quang phủ lục vô cùng của hắn tràn ngập, lực lượng phòng ngự bực này hầu như ngưng tụ thành thực chất, mắt thường có thể thấy được mây trôi vần vũ, linh khí kích động. Mà một cái chớp mắt khi bị kiếm khí màu vàng kia chém chúng, màn hào quang màu xanh này chợt lõm xuống, sinh ra dao động kịch liệt. Phành 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 ngay sau đó, vết nứt nhỏ bé dày đặc như mạng nhện xuất hiện ở trên màn hào quang. Du Tinh Lâm hoàn toàn kinh hãi, vì dọa sắc mặt trắng bệch, linh hồn nhỏ bé thiếu chút nữa bay ra, đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra, mạnh như thanh ất chân quang cháo, thế mà cũng phải bị một kiếm này chém vỡ. cái này hoàn toàn ra ngoài hắn dự kiến, dẫn tới đầu óc cũng trống rỗng một lúc. ầm, uhm. thanh ất chân quang cháo trung quy không thể chống đỡ được, ầm ầm nổ tung. Mạng ta xong rồi, Con người Du Tinh Lâm chừng lớn, sợ tới mức tâm thần thất thủ. Nhưng ở thời khắc nguy cơ vạn phần này, một thanh đạo kiếm ngang trời lao tới, lóe lên ở trên không, cứng rắn ngăn trở một kiếm này của Tô Dịch. Phanh! Cơn mưa ánh sáng màu vàng bắn tung tóe đầy trời, luồng khí hỗn loạn thổi quét. Dư âm đáng sợ đó, chấn động khiến bóng người Du Tinh Lâm hung hăng bay ngược đi, ngã xuống ở trên mặt đất cách hơn 10 trượng. Tóc tai bù xù, miệng mũi phun máu. "Ta, còn sống." Du Tinh Lâm kịch liệt ho khan, như ở trong mộng mới tỉnh. Toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ chỉ có tiếng hoảng hốt lầm bầm cùng tiếng ho khan của hắn vang lên. Nơi xa, trên mặt Thạch Lan Sơn cùng một đám sĩ tốt ma vân quân cũng tràn ngập hoảng hốt, chẳng qua đó là một loại cảm xúc kinh hại đến mức tận cùng, một loại cảm giác ngơ ngẩn khó có thể tin. Một kiếm, phá 19 ngọn núi lửa, chảm thanh ất chân quang cháo. Một màn cỡ đó, giống như tiên nhân trong truyền thuyết ra tay, lực lượng phóng ra, hoàn toàn không phải các võ giả trong thế tục có thể có được. Không biết khi nào, Lê Sương Ninh đã đứng ở bên cạnh Du Tinh Lâm, một thanh tùng văn cổ kiếm quay tròn lơ lửng ở trước mặt hắn hắn trầm giọng mở miệng tinh lâm chớ nổi giận ngươi không phải thua một thiếu niên tông sư cảnh mà là thua một kẻ đoạt xá lúc trước chính là lê sương ninh ra tay cứu lại du tinh lâm trong nước lửa phải không du tinh lâm hít sâu một hơi sắc mặt xanh mét nhìn chằm chằm tô dịch nơi xa nghiến răng nói sư thúc xin ngài bắt giữ hắn đảm đương đá mài đao cho ta hắn hận hận mình vừa rồi thế mà lại bị dọa đến đầu óc trống rỗng quên đi phản kháng thiếu chút nữa đi đời nhà ma. Cái này đối với hắn nhân vật phong vân một thế hệ trẻ của đại tân bực này mà nói, không thể nghi ngờ là một sự vô cùng nhục nhã. Được. Lê Sương Ninh gật đầu, người tạm đi một bên chờ đạt được. Nơi xa, tô dịch khoanh tay, vẻ mặt lạnh nhạt, cũng lời nói thêm một chữ. Cái gì gọi là kẻ đoạt xá? Lấy thần hồn đánh cắp thể xác người khác, nhưng cũng sẽ bị thiên tư cùng nội tình khối thể xác này liên lụy, chỉ có thể một lần nữa tu luyện. Tô mộ hắn có tệ nữa, cũng xa không phải những mặt hàng đánh cắp thân thể người khác có thể so sánh đương nhiên nói những thứ này đối phương tất nhiên sẽ không tin đạo hữu xin chỉ giáo trên đài đấu võ lê sương ninh hơi chắp tay tô dịch không nói lời thừa âm uhm. áo bào xanh của hắn phồng lên chân đạp hư không tung một cú đấm quyền kình mênh mông ở trên không nghiền ra một vết sách hẹp dài trong hào quang hình ảnh rực rỡ răng trào đạo vận tinh thuần mênh mông chưa mượn một chút nào thiên địa chi lực chỉ dựa vào chân nguyên cảnh giới tông sư đã có thể khắc một tia đạo vận tô dịch này nếu không phải kẻ đoạt giá sao có thể làm được một bước này, con người Lê Sương Ninh hơi co lại, kinh khí phóng ra ngoài, mỗi tông sư đều có thể làm được, nhưng giống Tô Dịch, tung một cú đấm, còn mang theo một tia đạo vận huyền diệu, cái này rất không thể tưởng tượng, đừng nói là tông sư, dù là Tiên Thiên Võ Tông cũng không thể làm được, bởi vì đạo vận là lực lượng chỉ có lục địa thần tiên mới có thể tìm hiểu nắm giữ. Lên, tâm niệm chuyển động, Quy Nguyên kiếm trong tay Lê Sương Ninh vạch một cái ở trên không, kiếm khí đầy trời bắn vút đi, như màn mưa bùng nổ, mỗi một đạo kiếm khí đều dài khoảng hai thước sắc bén vô cùng lóng lánh ánh sáng lạnh trong nháy mắt này toàn bộ bầu trời giống như có mấy ngàn hơn vạn mũi tên nhọn đi theo lê sương ninh xa xa chỉ một cái mấy trăm hơn một ngàn kiếm khí tựa như cung mạnh nỏ cứng hướng tô dịch phóng đi mỗi một đạo kiếm khí đều dẫn dắt thiên địa linh khí ở lúc chém ra uy lực tăng vọt trong nháy mắt kiếm khí như thác nước khí thế như cầu vồng bao trùm hư không tiếng kiếm ngân vang vọng dày đặc chấn động không gian phong thái cỡ đó lập tức rung động mọi người ở đây lục địa thần tiên đây là phong phạm lục địa thần tiên thật sự tùy tay một kiếm ngự thiên địa chi thế diễn trăm ngàn kiếm khí thạch lan sơn cùng hơn vạn sĩ tốt trong danh địa đều bị kinh diễm ở trong mắt võ giả thế tục lục địa thần tiên đã tương đương siêu thoát trên thế tục không khác gì thần tiên trong truyền thuyết mà lúc này khi thấy phong thái của lê sương ninh có thể nghĩ mà biết là rung động cỡ nào âm um, âm um, âm um. trên đài võ đấu vô số đạo kiếm khí va chạm ở trên quyền kinh. Sớm ở lúc tu vi tông sư tầng 2, Tô Dịch đã có thể đánh chết Thượng Lâm tự kinh hạc lục địa thần tiên mạnh mẽ phá cảnh bực này, huống chi là bây giờ. Chỉ thấy, ở trong một chuỗi vụ nổ, quyền kinh mênh mông cuồn cuộn kia tựa như thế không thể đỡ, đánh vỡ từng đạo kiếm khí, nghiền áp về phía trước. Đốt, Lê Sương Ninh biến đổi kiếm thế, kiếm khí đầy trời, hóa thành như vòi rồng, lấy tốc độ gấp mấy lần phía trước, chém chi chít ở trên một đạo quyền kình vô hình kia. Mỗi một đạo kiếm khí đều khiến quyền kình suy yếu một phần, tuy rất nhỏ, nhưng theo mấy trăm hơn một ngàn kiếm khí kia chém xuống, một quyền này của Tô Dịch, cuối cùng ở lúc cách Lê Sương Ninh mười trượng tự dưng tán loạn. Trời đất tĩnh mịch, mọi người ở đây đều lâm vào chấn động, tất cả im bặt. Sao có thể? Dù tinh lâm trợn to mắt, không thể tưởng tượng, một quyền cỡ đó của Tô Dịch có thể nào đối kháng với Lê Sương Ninh thân là cảnh giới lục địa thần tiên. Điều này quả thực quá mức không thể tưởng tượng. Dù là Thạch Lan Sơn cùng các sĩ tốt kia, cũng trợn tròn mắt, đây là lực lượng nhân vật cảnh giới tông sư có thể nắm giữ từ khi nào võ giả phàm tục có thể đối kháng với lục địa thần tiên tiếp ta một quyền nữa tô dịch cười lớn một tiếng chân đạp cương đấu quyền tàu long xà trên không trực tiếp giống như có một con tên hạc mạo khiếu cử thiên vỗ cánh trên trời một quyền này đánh ra chân nguyên mênh mông mang tinh túy của tùng hạc đoán thể thuật suy diễn dẫn dắt lực lượng chu hư hỗn hợp đạo vận huyền diệu uy thế to lớn là hơn gấp đôi trước đó đánh cho mảng hư không kia cũng lâm vào chấn động luồng khí vì thế sôi sục âm quyền kình ánh vàng rực rỡ lướt đến như tiên cầm vồ giết giống như đúc đạo vận thiên thành một lần này dù là lê sương ninh trên mặt cũng lộ ra một tia ngưng trọng trong bàn tay tùng văn cổ kiếm chợt ngưng lên kiếm tên quy nguyên 19 năm trước lê sương ninh vừa mới đột phá vào cảnh giới lục địa thần tiên quan chủ huyền nguyệt quan vũ thương sơn tự mình ban thưởng quy nguyên kiếm này để chúc mừng hắn kiếm này dài hai thước rộng hai ngón tay chính là tiên hiền huyền nguyệt quan lưu lại phòng theo thần kiếm thời cổ luyện chế thành hình dạng kiếm tràn đầy phong cách cổ dày nặng không lưỡi nặng tượng ngàn quân lê sương ninh sau khi đạt được kiếm này ngày đêm lấy ngoại vật nơi nấng lấy tinh huyết bản thân rèn luyện cho tới hôm nay đã được 19 năm mà lúc này kiếm này bị lê sương ninh lấy tu vi cả người toàn lực thúc giục tiếng kiếm ngân vang như thủy triều thanh thế vô cùng kinh người vua theo hắn vung kiếm giữa trời đất nhất thể hiện lên một giải cầu vồng giải cầu vồng này vắt ngang bầu trời dài hơn 10 trượng kiếm quang như sóng dữ điên cuồng vần vũ mang theo lực lượng thiên địa mênh mông cuồn cuộn trong hoảng hốt trong tầm nhìn của mọi người giống như nhìn thấy một con dao long màu trắng từ trong kiếm khí hiển hóa ngẩng đầu quẫy đuôi nốt mây nhảm mù đảo loạn mưa gió đây là kiếm ý tên gọi đằng dao do lê sương ninh quan sát một bộ dao long hành vân đồ cổ xưa trải qua ba năm tìm hiểu rốt cuộc nhìn thấu một tia đạo vận diệu đế dung nhập trong kiếm thế của bản thân nuôi dưỡng đến nay đã có tám năm kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé cảm ơn mọi người